Thanh Hằng xin chào quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe truyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút kể chuyện thật thư giãn. Trước kia, Vương Kính phong độ người người là một chàng trai rất được lòng phái nữ, bây giờ lại biến thành kẻ điên điên khùng khùng như thế này sao? Tình yêu có thể khiến một người bình thường trở nên tốt hơn, tràn đầy năng lượng tích cực, hoặc cũng có thể hủy hoại họ bằng sự tiêu cực. Vương Kính thở hổn hển, đưa tay chậm rãi sờ vào gò má của Phương Tố Y. Hắn vuốt ve mặt cô rồi lại sờ đến môi cô thì hơi dừng lại. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn hắn lấy bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi người cô, nhưng không dám manh động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu em nghe lời, anh sẽ không làm hại em, được không? Vương Kính mếu máo nói với cô. Thần trí của hắn hiện tại bất ổn là vì cô sốc từ việc cô đã chia tay hắn sau. Phương Tố Y cảm giác chuyện này thật vô lý, hắn phản bội cô trước mà. Thấy cô im lặng chẳng thèm đáp lời, Vương Kính gần giọng quát lên. Có nghe không? Có nghe lời anh không? Phương Tố Y giật này vội vàng gật gật đầu. Bởi vì uống nhiều rượu nên Vương Kính thấy đau đầu, hắn đã nhiều ngày chưa ngủ được một giấc yên ổn. Mỗi đêm hình ảnh Phương Tố Y lạnh lùng nói lời chia tay cứ liên tục xuất hiện, lặp đi lặp lại, chẳng khác gì đầy đọa hắn. Hắn sai, đúng vậy, hắn sai rồi. Hắn biết mình có tình nhân như vậy rất tồi tệ, nhưng chẳng phải hắn đã xin lỗi ư? Phương Tố Y ngồi một chỗ trên giường không dám nhúc nhích, bởi ánh mắt hung ác của hắn vẫn dừng trên người cô. Làm sao bây giờ? Em định chuyển nhà sao? Vương Kính đột nhiên chỉ vào đống thùng giấy trên sàn nhà, chúng chứa số quần áo Phương Tu Y vừa mới đóng gói lúc nãy. Hắn tức giận hỏi, em muốn rời bỏ anh đến thế ư? Chỉ là nhà này đã cũ, Phương Tu Y cẩn thận đáp. Dầm, Vương Kính đột nhiên tức giận, đá vali của Phương Tu Y sang một bên, âm thanh cực lớn, chấn động để nỗi người tầng dưới cũng nghe thấy. Hắn chẳng quan tâm nhiều, loạng choạng nhào về phía Phương Tô Y rồi đè mạnh cô xuống, miệng hét to. Về tên đàn ông kia chứ gì? Em là loại phụ nữ tham phú phụ bần, chó chết. Em muốn đi theo gã nhà giàu kia. Hắn vùng tay nắm lấy áo Phương Tô Y, dùng lực rất mạnh, một phát đã kéo rách áo cô. Cảm giác trên người chợt lạnh, Phương Tô Y sợ hãi túm chặt quần áo của mình cầu xin. Dừng lại đi, Vương Kính, xin anh mau dừng lại, anh đừng như thế, anh vốn không phải người như vậy mà. Thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, không còn chút lý trí gì, Phương Tô Y hô tay, cầm lấy đồng hồ báo thức ngay bên đầu giường, dùng sức đập thật mạnh về phía trước. À, phụt một tiếng, trên đầu Vương Kính bật máu, hắn đau đớn gào to, rồi buông Phương Tô Y ra. Cô nhờ lúc hắn ôm lấy vết thương, liền vùng tay, bộc phát ra lực lượng hơn xa bình thường, cứ thế cầm đồng hồ, đập vào mặt hắn thêm mấy lần nữa. À, khốn kiếp, Tố Y, mày... Bốp bốp. Phương Tố Y không nghĩ ngợi gì, mắt thấy Vương Kính ngã sang bên cạnh, cô nhanh nhẹn bật dậy, chạy thẳng về phía cửa. Bên ngoài, bất ngờ vang lên âm thanh cộc cộc, có người đến sau, được cứu rồi. Cửa bật mạnh ra, Bạch Dã nhanh nhẹn né được, suýt chút nữa bị đập trúng. Anh lùi lại vài bước, hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Phương Tố Y. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, phía sau có tiếng quát to của một người đàn ông. Còn khốn, mày đứng lại cho tao. Bạch Dã phản ứng cực mau, anh đưa tay kéo Phương Tố Y về phía mình, dùng một tay ôm lấy cô, rồi vung chân lên. Đúng lúc ấy, Vương Kính lao đảo xông ra, giống như chủ động chạy vào dưới chân Bạch Dã cho anh đá vậy. Dầm,
Người đàn ông xui xẻo không kịp phòng bị mà ngã lăn ra sàn nhà. Phương Tô Y lúc này hoảng loạn bám lấy góc áo của Bạch Xã, giọng run rẩy giải thích sự tình. Anh ta muốn làm nhục tôi. Sắc mặt Bạch Xã tối sầm lại, cảm nhận được Phương Tô Y sợ hãi tột độ. Anh không có thời gian để ý tới người trong phòng mà quay sang nhìn cô trấn an. Đừng sợ. Hai chữ nhẹ nhàng thoát ra từ miệng anh như một loại thuốc an thần giúp Phương Tô Y bình tĩnh hơn chút. Nếu vừa nãy không phải Bạch Xã ở sẵn bên ngoài, chắc tên điên kia đã bắt được cô rồi. Nghĩ tới vẻ mặt dâm tiện của hắn, Phương Tô Y thật muốn tát chính mình vài cái cho tỉnh ra. Trước kia sao cô có thể yêu loại người như vậy chứ? Tiếng động ồn ào trong phòng đã khiến những người ở cùng khu chú ý. Họ đều mở cửa ra quan sát, có kẻ thì bực bội chạy từ tầng dưới lên. Bạch Xã để Phương Tô Y đứng sang bên cạnh rồi nói: Tôi vào xem hắn một lát. Từ lúc bị anh đá ngã đến giờ đã qua một lúc, tên kia vẫn nằm im chẳng nhúc nhích, chỉ sợ xảy ra án mạng thì sẽ rắc rối. Bạch Xã vừa cất bước, tay bị người ta kéo lại, là Phương Tú Y ngăn không cho anh đi. Cô nói: Chúng ta gọi cảnh sát trước, lại gần nguy hiểm lắm. Không sao, tôi sẽ cẩn thận. Trên mặt Phương Tú Y viết rõ mấy chữ không đồng ý, thế nhưng Bạch Xã lại nhìn chăm chú vào cô rồi nở nụ cười. Cô lo lắng cho tôi đến vậy sao? Không, không phải. Gò má cô hơi đỏ lên, vội vàng buông tay anh ra. Cô chỉ nghi ngờ tên Vương Kính kia giả vờ ngất nếu mới phản ứng theo bản năng. Ai biết anh hiểu lầm. Người xung quanh nghe cuộc đối thoại của họ thì tò mò tiến tới xem, nhìn thấy trong phòng ngổn ngang còn có một người đàn ông nằm úp sấp dưới đất thì liền xanh mặt. Cô Phương, nhà cô có trộm sao? Bà thím phòng bên hiếu kỳ hỏi. Không phải trộm bình thường, là người yêu cũ tới tìm cô gây sự, một lời khó giải thích hết, cô chỉ có thể gật đầu xem như đã đáp. Phương Tú Y nói với mấy người đang vây tới để xem kịch hay. Điện thoại của cháu rơi bên trong rồi, có ai giúp cháu gọi cảnh sát được không ạ? Chủ trọ cũng bị kinh động và xuất hiện ở đây, bà ấy gật gật đầu. Để tôi. Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Xã đang ngồi bên cạnh người đàn ông nồng nặc mùi rượu kia, thử lật hắn lại rồi dùng tay thử thăm dò trước mũi hắn. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua ngón tay anh, may mà còn sống. Nếu vừa rồi vô tình tiện hắn đi gặp ông bà thì sẽ khó giải quyết lắm. Qua một lát, Vương Kính bất tỉnh nhân sự dưới sàn được cảnh sát áp giải rời khỏi khu trọ. Trước khi đi còn gọi Phương Tú Y lấy lời khai, thấy cô bị kinh sợ thì nói: Như vậy đi, cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi ngày mai sắp xếp thời gian đến đồ làm việc với chúng tôi. Vâng. Phương Tú Y dùng tay phải ôm vai trái của bản thân, cúi đầu đáp. Tầm nửa tiếng sau, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn lại Bạch Xã và Phương Tú Y ở lại phòng thu dọn đống hỗn độn. Bạch Xã cẩn thận ôm đồ đạc của Phương Tú Y ra xe, suốt quá trình không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, tình ý để cho cô thời gian khôi phục. Sắc mặt cô tái nhợt như một tờ giấy trắng, chỉ sợ nhắc đến vụ việc sẽ làm cô hoảng loạn hơn. Đương nhiên, nếu cô muốn tâm sự với anh thì anh sẵn sàng lắng nghe. Sau khi mang hết những thứ cần thiết ra ngoài, Phương Tú Y xuống dưới nhà gặp bà chủ trọ, trả lại hợp đồng cho bà cùng với một phong bì. Bà chủ kiểm kê xong số tiền bên trong thì hỏi: Sao cô đưa tôi nhiều thế này? Đấy là phần tiền thuê nhà, đến khi hết hạn hợp đồng, dù cháu chuyển ra sớm nhưng vẫn phải trả chứ ạ. Phương Tú Y mỉm cười. Mặc dù không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác lắm, nhưng Bạch Xã đã mời cô về làm và miễn phí hoàn toàn chi phí sinh hoạt cho cô, thì tội gì cô lại từ chối chứ. Cuộc sống của gia đình cô thiếu thốn, tiền là thứ cô cần, rất cần. Chủ trọ đưa trả hợp đồng nhà cho Phương Tú Y, cười nói: Thôi được rồi, không cần đâu. Cô đi rồi, tôi cho người khác thuê cũng vậy.
Sau chuyện hôm nay, tôi sẽ cố gắng cải thiện an ninh của khu trọ. Xin lỗi cô Phương nhiều lắm. Bà ấy cho rằng bởi vì nơi này thiếu bảo vệ nên mới để trộm đột nhập nơi ở của Phương Tú Y như vậy. Có chút áy náy, hai người nói qua nói lại. Dù thế nào, bà cũng không nhận tiền của Phương Tú Y, còn bảo cô đi nhanh chút. Đừng phí thời gian nữa, bạn trai cô chẳng phải đang chờ bên ngoài à? Anh ấy không phải bạn trai cháu. Phương Tú Y lập tức phản bác. Rồi rồi, không phải bạn trai, đi đi. Vừa nói, bà vừa đẩy Phương Tú Y ra ngoài, cô nghẹn ngào nói. Cháu cảm ơn. Thời gian cô thuê nhà ở đây, bà ấy đã giúp đỡ cô không ít lần, còn rất nhiệt tình, tốt tính. Những vật dụng bị hư hỏng thì đều có người đến sửa mà không lấy thêm tiền của cô. Quả thật là một bác gái giàu tình cảm, phóng khoáng. Phương Tú Y đeo ba lô ra ngoài, liền trông thấy bên vệ đường, Bạch Dã, một thân tây trang lịch lãm, đứng tựa vào chiếc xe màu trắng, bốn chỗ. Cô không rõ người đàn ông này rốt cuộc giàu cỡ nào, có bao nhiêu chiếc ô tô nữa. Thấy cô ra ngoài, Bạch Dã mở cửa trước, rồi mỉm cười với cô, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện ý cười, khiến trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. Cô đưa tay che ngực, cẩn thận đi tới. Xong rồi, Bạch Dã tìm chủ đề để nói chuyện. Thấy tiếc sao? Ừ, cũng được một thời gian rồi nên khá luyến tiếc. Phương Tú Y hắng giọng, ôm ba lô ngồi vào trong xe. Người đàn ông vòng qua bên kia, ngồi xuống vị trí lái, bàn tay thon dài nam tính đặt trên vô lăng, tay khác thì kéo cần gạt, thuần thục lùi xe ra ngoài. Đều nói một trong những khoảnh khắc khiến phụ nữ rung động nhất chính là đàn ông khi làm việc nghiêm túc và lái xe. Phương Tố Y lần này mới thật sự hiểu được tại sao họ lại điên cuồng vì chuyện đơn giản như thế. Nhìn mà xem, vẻ ngoài hoàn hảo và phong thái chững chạc, tự tin trước mắt của Bạch Dã đủ để hạ gục bất kỳ một người nào. Xe chạy thẳng về biệt thự của Bạch Dã, Phương Tú Y mới kéo vali vào trong, đã thấy Bạch Thiên đang ôm một con gấu bông đứng chờ cô. Thằng bé vui mừng hớn hở xông về phía trước, ôm chặt lấy đuổi cô rồi hô: "Mẹ! Ây da, bé ngoan, đừng chạy nhanh như vậy, và trúng chỗ nào thì làm sao bây giờ?" Bạch Thiên vui vẻ bám lên người Phương Tú Y. Cô muốn ra ngoài dọn đồ nên không thể ôm theo thằng bé được, bất đắc dĩ nói: "Cô cưng ngoan, chờ một lát, để mẹ dọn dẹp xong chúng ta nói chuyện sau được không?" "Dạ, vậy con cũng giúp mẹ." Bé cưng buông tay cô ra rồi lo nhoi đi theo. Kết quả trong số những món đồ của Phương Tú Y không có thứ gì nhẹ để bé con ôm cả. Bạch Dã trông thấy con trai cứ lựa lời trước mặt Phương Tú Y thì bất lực: "Con vào nhà ngồi đi, đừng cằn trở cô ấy." Bạch Thiên bĩu môi liếc anh một cái, tỏ vẻ không vui, rồi quay đầu chạy thẳng vào trong. Đứa nhỏ này rất khó nói chuyện, bình thường còn nghe lời anh một chút, nhưng từ khi Phương Tú Y xuất hiện thì thằng bé chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt cả. Đây gọi là có mới nới cũ sau. Phương Tú Y buồn cười, lè liếc hai cha con bọn họ, sau đó giúp Bạch Dã mang quần áo vào. Chuyện hôm nay rất nhanh đã bị cô ném ra sau đầu, không muốn nhớ tới nữa. Căn biệt thự mà Bạch Dã đang sống có rất nhiều phòng, vốn dĩ Phương Tú Y chỉ cần tùy tiện chọn một chỗ trống là được, nhưng Bạch Thiên lại nắm tay cô, nũng điệu nói: "Mẹ có thể ở phòng bên cạnh con không ạ?" Khóe môi Phương Tú Y khẽ giật, tại sao tầng 2 nhiều phòng như thế không cho cô chọn, tầng trệt chỉ có 2 phòng ngủ, nói thế này chẳng khác nào bảo cô ở chung với Bạch Dã. Lướt mắt sang người đàn ông đang ngồi trên sofa xem tài liệu, Phương Tú Y nhỏ giọng đáp Bạch Thiên: "Dù sao cũng là ở chung nhà, nếu có muốn tìm mẹ thì gọi một tiếng là được mà." "Nhưng..." Bạch Thiên hai mắt long lanh nhìn cô. Phương Tú Y ghé sát lại, hôn nhẹ lên gò má cục cưng một cái, sau đó dỗ dành: "Yên tâm đi,
Buổi tối, nếu con thấy nhàm chán thì mẹ sẽ xuống ngủ cùng con, như vậy có được không? Lúc này bé cưng mới miễn cưỡng chấp nhận, gật gật đầu. Phượng Tú Y mất cả ngày sắp xếp mọi thứ, chờ đến khi ngả lưng ra giường nằm thì đã là nửa đêm. Cứ mệt mỏi khép mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng của Phượng Tú Y không khóa, cũng vì vậy mà một lát sau có tiếng bước chân lục cục truyền vào trong. Cô gái trên giường ngủ mê man, nhưng chân mày thì nhíu chặt, thần sắc mệt mỏi khiến người ta đau lòng. Bạch Xã ôm con trai tiến vào, hạ thấp giọng rồi dặn dò: "Con có thể ngủ cùng cô ấy, nhưng phải chú ý nhẹ nhàng một chút, hiểu chưa?" Con trai ngoan của anh gật đầu như trống bỏi, tay chân nhanh nhẹn treo lên giường. Khi Phượng Tô Y xoay người và ôm chầm lấy Bạch Thiên, thằng bé hơi giật mình rồi cứng đờ, không dám động đậy. Đôi mắt nhỏ liếc về phía ba mình cầu cứu, chỉ thấy Bạch Xã mỉm cười, đưa tay ra hiệu, bé con liền hiểu ý nằm im. Chờ qua một lát, Bạch Thiên nhúc nhích người, chui tọt vào lòng của Phượng Tố Y. Bạch Xã thật sự không có cách nào, bà nãy thằng bé chạy đi tìm anh, nằng nặc muốn ngủ cùng Phượng Tố Y. Vốn định lên nói chuyện với cô, ai ngờ phát hiện cô đã chìm sâu vào giấc mộng. Sắc mặt đầy căng thẳng của Phượng Tú Y dần giãn ra. Cô ôm cô cưng vào lòng, liền cảm thấy an bình đến lạ. Hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ lọt vào tầm mắt của Bạch Xã. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên trên giường, khung cảnh hết sức hài hòa. Bạch Xã đứng nhìn một lát rồi lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Ngày hôm sau, Phượng Tú Y tỉnh dậy liền trông thấy khuôn mặt trắng mềm của Bạch Thiên kề sát vào mình. Cụ cưng có tướng ngủ không được tốt lắm, chân tay sang rộng chiếm phần lớn giường. Phượng Thu Y sờ nhẹ vào gò má của nhóc con, đầu ngón tay truyền tới cảm giác mềm mềm dễ chịu. Cô kéo chăn đắp cho thằng bé rồi rón rén xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đêm qua cô nằm mơ thấy bàn tay của Vương Kính đầy máu tươi giờ về phía mình, suýt chút nữa thì bóp chết cô. Không hiểu sao ngay lúc ấy, hình ảnh trước mắt cô thay đổi, khung cảnh chuyển đổi, cô lọt vào trong vòng tay của Bạch Xã. Thay quần áo xong, Phương Tú Y phát hiện Bạch Thiên vẫn đang nằm há miệng ngủ ngon lành. Cô cũng không đánh thức thằng bé mà đi xuống lầu, vừa hay trông thấy Bạch Xã mặc quần cộc áo thun bước ra từ trong phòng. "Chào buổi sáng." Phượng Tú Y hơi ngại ngùng nói. "Chào, cô muốn ăn gì không? Tôi sẽ gọi đồ bên ngoài về." "Anh sắp đi làm rồi sao?" Bạch Xã nhìn đồng hồ treo tường, ngữ khí nhẹ nhàng nói. "Còn hơn một tiếng nữa." Vậy anh có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho anh nhé." "Nếu đã đến nhà người ta ở thì nên làm gì đó. Tay nghề của cô khá tốt, bình thường cô làm video nấu cơm đăng lên blog, chỉ là dạo này xảy ra quá nhiều việc khiến cô không có thời gian." Bạch Xã nhìn đồng hồ một cái rồi gật đầu. "Được rồi, cô có cần tôi giúp gì không?" "Không sao, tôi làm nhanh thôi." Phượng Tú Y mỉm cười, xắn tay áo lên nhanh chóng xuống bếp. Thời gian có hạn nên cô chọn nấu hai món đơn giản dễ ăn, khung cảnh trong nhà hết sức hài hòa. Trong lúc Phương Tú Y nấu cơm, Bạch Xã lên phòng tìm con trai và gọi thằng bé dậy để làm vệ sinh cá nhân. Ba người ngồi lại ăn cơm với nhau như một gia đình. Bạch Thiên vui vẻ đung đưa chân, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc. Phương Tú Y bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, giật mình hỏi: "Hôm nay là thứ bảy rồi, làm sao vậy?" Bạch Xã nghiêng đầu nhìn cô, tay vẫn đang gắp một miếng thịt. Tuy cô nấu vội nhưng vị không tệ. "Chẳng phải anh nói thứ tư trường của bé Thiên sẽ tổ chức sự kiện sao? Đã qua mất rồi." Bởi vì Phương Tú Y bị bạn trai cũ làm phiền nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, quên trước quên sau. Kết quả lúc nhớ về lời hứa của mình thì... Sắc mặt cô trở nên khó coi, có chút áy náy mà nhìn về phía Bạch Thiên. "Khổ, tôi quên nói với cô, sự kiện sửa lại rồi, là thứ tư tuần sau."
À, thật sao? May quá, may mà không thất hứa với bé Thiên. Tất cả đều là do tên đàn ông kia hại cô quay cuồng suốt một thời gian, chẳng làm được gì ra hồn. Bạch Giã sờ sờ mũi, nói: Là lỗi của tôi nên báo với cô sớm hơn. Anh cũng không khác gì Phương Tú Y bị người phụ nữ họ Lã kia xoay như trong chóng vậy. Cho nên khi nhận được tin đại hội thể thao bị đẩy lùi thì quên thông báo cho cô. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau bật cười. Bạch Thiên ngồi ở giữa, đầu đầy chấm hỏi, không hiểu gì cả. Bé cưng hôm nay ăn không ít, chắc có lẽ là mấy món mà Phương Tú Y làm hợp khẩu vị nên thằng bé tự mình múc ăn ngon lành. Lát sau, Phương Tú Y vừa thu dọn chén bát vừa nói: Lát nữa tôi phải đến đồn cảnh sát để đưa lời khai. Bạch Thiên ở nhà một mình có ổn không? Tôi đưa thằng bé đến công ty cũng được. Vậy tôi xong việc sẽ qua đón thằng bé. Phương Tú Y gật đầu. Nghe thấy mấy lời ấy, Bạch Thiên hai mắt long lanh mở to rồi kêu lên: Không, con muốn đi với mẹ cơ. Cô ấy ra ngoài có việc, con đi theo sẽ làm phiền cô ấy. Bạch Giã không cho phép. Hai má của Bạch Thiên phồng lên, thằng bé tức giận bĩu môi rồi giang tay ôm lấy cái ghế đang ngồi, ý không chịu đi cùng cha. Bởi đặc sĩ, Bạch Giã phải xuất tuyệt chiêu. Con là đứa trẻ ngoan, chẳng lẽ lại không nghe lời mẹ sao? Phương Tú Y hiểu ý mà xoa xoa đầu nhỏ của thằng bé. Chờ mẹ xong việc sẽ qua đón con đi chơi nhé. Thằng bé không tình nguyện lắm nhưng vẫn muốn làm bé ngoan, vì vậy ỉu xìu đi theo cha đến công ty. Còn Phương Tú Y sau khi thu dọn xong thì đến đồn cảnh sát. Còn chưa tiến vào trong, Phương Tú Y đã nghe thấy âm thanh tức giận của Phương Kính. Mẹ nó, mấy người dám đánh tôi à? Buông ra, buông tay, tôi phải kiện các người. Một vị cảnh sát tức giận tiến lên, chụp lấy tay Phương Kính rồi trực tiếp khóa cậu ta vào bàn thẩm vấn. Vừa nãy họ nhận được điện thoại của Phương Tú Y nói sẽ đến chỗ họ nên mới đưa cái tên say rượu đột nhập nhà người khác này ra khỏi phòng tạm giam. Ai biết hắn ta lập tức phát điên giãy giụa, kết quả tự đâm vào người của anh cảnh sát, sau đó còn gào to ăn vạ. Một người đàn ông trung niên đeo quân hàm hai sau trên vai lạnh mặt nói: Ồn ào chết đi được. Vương Kính lập tức sợ hãi im bặt. Từ bên ngoài nhìn vào trong phòng thẩm vấn, Phương Tú Y thở dài thật khẽ, không hiểu sao một người có thể thay đổi nhiều như thế. Trước kia hắn hiền lành vui tính, đối nhân xử thế cũng không tệ, vậy mà mới qua 2 năm đã tha hóa đến trình độ này, còn phát điên muốn làm nhục cô. Chuyện như vậy đương nhiên không thể hòa giải. Phương Tú Y ở lại đồn cảnh sát khoảng 1 tiếng hơn liền giải quyết xong rồi. Vương Kính phạm không ít tội, đột nhập vào nhà dân trái phép, cưỡng đoạt không thành, ít nhiều cũng phải ăn cơm tù 2 năm. Phương Tú Y sợ hai người gặp mặt sẽ càng khiến hắn bị kích thích nên xin phép ra về. Chuyện còn lại đã có cảnh sát xử lý, cô chỉ cần phối hợp khi cần. Ở bên kia, Bạch Xã đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu thì điện thoại trên bàn reo lên. Trợ lý nói rằng dưới sảnh có một người phụ nữ họ Lã đến tìm anh. Chân mày Bạch Xã nhíu chặt lại, anh đưa tay xoa xoa trán rồi hỏi: Cô ấy có nói đến làm gì không? Thưa sếp, cô Lã muốn đến đưa cơm cho anh. Người phụ nữ này định làm gì đây? Bạch Xã cảm thấy hành động của cô ta có mục đích. Anh cũng đã nói rõ đừng tìm anh nữa kia mà. Anh đứng dậy thấy con trai đang nằm trên sofa đọc truyện tranh liền nói: Con ở đây, ba ra ngoài một lát. Ba đi đón mẹ à? Bạch Thiên lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, mắt sáng rực. Không phải, là công việc. Thằng bé hình như không có hứng thú gì với cái công ty này, chỉ muốn gặp Phương Tú Y mà thôi. Mới một lát mà hỏi về cô ấy trên dưới 10 lần rồi. Bạch Xã đi thang máy xuống dưới phòng khách ở tầng 1. Vì không muốn để Lã Thành Vân nhìn thấy Bạch Thiên nên anh mới phải tự mình đi gặp cô ta như vậy. Nhưng người ngoài nhìn vào thì nghĩ khác.
đều cho rằng cô ta là khách quý. Thấy Lã Thành Vân mang một chiếc váy trắng sang trọng được trợ lý mời vào phòng riêng dành cho khách, mọi người xì xầm bàn tán. Đó là ai vậy? Ôi, hình như cô ấy đến vì sếp của chúng ta. Đưa cơm nữa, ai ra? Sếp thấy cô ấy đến, liền chạy xuống đón đó nha. Bọn họ đều âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt của Lã Thành Vân và nhận định cô ta có mối quan hệ tốt với Bạch Xã, chuẩn bị tinh thần sau này mà gặp là tiếp đón cẩn thận. Lã Thành Vân mỉm cười đắc ý đi cùng trợ lý. Sau khi ngồi xuống, cô ta đặt một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn rồi chờ đợi. Chỉ mất 5 phút, cửa ngoài liền bật mở. Bạch Xã một thân tây trang lịch lãm bước vào. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình gì, lạnh lùng ngồi xuống đối diện. Cô tới làm gì? Tôi đã chuyển tiền cho cô. Vào cái hôm mà Lã Thanh Vân gọi qua tìm anh đã thay cô ta trả món nợ lớn kia. Sau đó cô ta có đồng ý với anh sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng vẫn chạy sang đây. Lã Thanh Vân làm như chưa có gì xảy ra, mỉm cười dịu dàng. Em đến đưa cơm cho anh, sẵn tiện em muốn xem vợ tương lai của anh là ai, có đủ tư cách để chăm sóc con trai em không. Người không biết xấu hổ thì vô địch. Bạch Xã có nỗi khổ trong lòng, nếu không phải vì con trai thì dù này Lã Thành Vân đã bị bảo vệ ném ra ngoài rồi, cô ta tới đây vì không tin anh sắp kết hôn sao. Anh nhíu mày đáp, cho dù là ai thì cũng không cần cô quan tâm, cô không để ý đến lời cảnh cáo của tôi. Người duy nhất không có tư cách chăm sóc Bạch Thiên ở đây là cô ta. Trong lòng Lã Thành Vân khinh thường hừ một tiếng, mặt ngoài vẫn cười cười, tỏ vẻ hiền thục. Em đâu làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu, cứ coi em như một người bạn cũ không được ư? Đối với người phụ nữ này, Bạch Xã thật sự không có cách nào. Anh đưa tay xay xay chán, nói, nếu không còn gì nữa thì cô đi được rồi chứ? Em sợ anh làm việc vất vả nên mang cơm tới thôi, anh ăn rồi em sẽ đi ngay. Lã Thành Vân trông mong nhìn anh. Sáng nay vợ tôi đã nấu cơm cho tôi rồi, sau này cũng vậy, cô đừng tới nữa. Thông qua điều tra, Lã Thành Vân phát hiện gần đây quả thật có một người phụ nữ dính dáng tới Bạch Xã, nhưng đó tuyệt đối không phải vợ của anh. Vì vậy chẳng ngại ngùng gì mà nói, nếu anh thật sự có vợ vậy cho em gặp một lần đi, để lúc đó em mới tin. Không khí trong phòng dần lạnh xuống. Bạch Xã mặt mày âm trầm, cầm lấy điện thoại nhắn tin hỏi ý Phương Tú Ỷ trước. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị ấn gửi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trợ lý chạy vội tới bên tai của Bạch Xã thì thầm, giám đốc, bên ngoài có một người phụ nữ khác tới tìm anh, làm sao bây giờ? Trợ lý toát cả mồ hôi lạnh vì nghĩ rằng ông chủ nhà mình bắt cá hai tay hay nuôi tình nhân gì đó. Bây giờ họ chạm mặt, chắc ông chủ sẽ gặp rắc rối. Hắn ta lo thay cho Bạch Xã, mắt lè lút liếc về phía người ngồi bên kia. Lã Thành Vân trông cũng rất xinh xắn, kể cả khi cô ta đã từng có một đứa con, nhưng số tiền chi ra để thẩm mỹ và đắp lên người không ít, vẫn giữ được dáng dấp của thiếu nữ tươi tắn. Người bên ngoài thì xinh đẹp theo một kiểu khác, đơn giản mà thu hút. Sự dịu dàng toát ra từ sâu trong con người cô ấy, cho dù là ai đều rất tuyệt, khó chọn quá để mắt. Bạch Xã thì thấy trùng hợp thật, vừa mới nhắc đến Phương Tú Y thì cô đã xuất hiện rồi. Anh nói, đưa cô ấy vào đây. Trợ lý vâng một tiếng lùi ra ngoài, trông thấy ánh mắt hoài nghi của người phụ nữ đối diện, khóe môi Bạch Xã hơi cong lên, lộ ra ý cười. Cô ấy đến rồi, nếu cô đã muốn gặp người thật thì chiều theo ý cô vậy. Bên ngoài, Phương Tú Y chờ một lát liền được trợ lý cung kính mời vào trong. Mấy nhân viên có mặt ở đó đều cảm giác đầu to ra gấp đôi. Mẹ ơi, sếp định ăn hết à? Mạnh bạo quá vậy. Nói bậy gì chứ, sếp đã bao giờ có bạn gái đâu. Tiểu Mỹ à, cô ngây thơ quá để mắt. Đàn ông có tiền như vậy chạy ra ngoài kiếm vài cô tình nhân cũng rất bình thường.
Tiểu Mỹ hâm mộ Bạch Xã từ tận đáy lòng, sao có thể cho người khác bôi xấu ảnh như vậy? Cô nàng lập tức bực bội nói. Đâu phải lần đầu mấy người thấy có phụ nữ tới tìm sếp, đều là họ mơ tưởng vị trí Bạch thiếu phu nhân nên mới chạy qua làm phiền thôi. Cả đám người nhỏ giọng thảo luận, cuối cùng còn cá cược với nhau xem ai trong hai người phụ nữ tới tìm sẽ được sếp giữ lại. 100.000, tôi cá rằng Lã tiểu thư là Trình Thất, không thấy lúc cô ấy tới sếp chạy xuống đón ư? Tôi cũng vậy, 500.000 cho cô Lã. Bọn họ xíu xít đặt tiền, số người đặt cho Phường Tú Y rất ít, họ nhìn thấy cô ăn mặc bình thường, không giống tiểu thư nhà giàu nên cho rằng cô là tình nhân được bảo nuôi. Tiểu Mỹ cảnh cáo bọn họ, mấy người làm vậy sau lưng sếp, nếu bị phát hiện thì coi chừng xui xẻo. Mấy người kia chẳng thèm quan tâm tới cô nàng, cứ mặc kệ quy định của công ty mà không ngừng nói xấu cấp trên. Phường Tú Y không hề biết rằng sự xuất hiện của cô đã khiến họ hiểu lầm Bạch Xã nghiêm trọng. Cô dựa theo lời của anh, xong việc bên kia xong, liền chạy đến đón cục cưng Bạch Thiền. Cô Phương, ông chủ của chúng tôi ở trong này. Trợ lý cẩn thận đẩy cửa ra, làm động tác mời. Cảm ơn anh. Phương Tú Y gật đầu rồi bước vào. Ngay sau đó, cô cảm giác được một ánh mắt dò xét mang theo sự ghét bỏ quét tới quét lui trên người mình. Bên trong phòng có một người phụ nữ trẻ đang quan sát cô. Thấy cô nhìn qua, người đó phụt cười. Ôi trời, anh tìm loại phụ nữ gì thế này? Đây thật sự là người mà anh tìm về để chăm sóc Bạch Thiên sao? Không thèm để tâm tới cô ta, Bạch Xã đứng lên và đi tới cạnh Phương Tú Y, dịu dàng khoác tay lên vai cô. Bà xã, đến tìm anh à? Hai chữ bà xã kia như một tiếng sét giữa trời, đánh cho đầu óc Phương Tú Y nổ ầm ầm. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ngồi xuống sofa. Sau đó, một bàn tay xoa xoa tóc cô. Có phải nhớ anh không? Động tác ấy như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Phương Tú Y thình lình được đối xử kiểu đó thì bị sốc đến ngỡ ngàng. Nhưng mà may mắn, tổ chất tâm lý của cô rất khá. Bạch Xã lè luôn dùng khẩu hình miệng nói với cô một câu, cô liền hiểu ý mà xấu hổ đáp. Một chữ này như rút hết sạch dũng khí của cô. Hai gò má lập tức đỏ bừng lên. Không cần diễn, cô thật sự ngượng ngùng vì hơi thở của anh thật sự rất gần, nóng ấm phả lên mặt cô. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt cùng hương vị đàn ông vô cùng quyến rũ kia, còn có giọng nói trầm thấp khẽ gọi cô bà xã, là phụ nữ thì rất khó chịu nổi. Sắc mặt Lã Thành Vân nghe tức khắc trầm xuống, nụ cười bên môi cũng tắt ngúm. Cậu ta không ngờ tới Bạch Xã thật sự đang yêu đương cùng một người phụ nữ, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là giả rồi. Bạch Xã đặt tay bên hông của Phương Tú Y, động tác vô cùng thân mật. Anh nhỏ giọng hỏi bên tai cô, mấy người ở đồn cảnh sát có gây rắc rối cho cô không? Cảm giác ấm nóng nhột nhột, người đàn ông này như có ma lực làm cho trái tim cô không chịu yên. Nó nhảy nhót trong lồng ngực như một chú nai đang chạy loạn. Phương Tú Y siết chặt mép áo của mình, xấu hổ lắc lắc đầu. Người đàn ông xoa xoa tóc của Phương Tú Y, ánh mắt dịu dàng như sắp hòa tan cô, nhưng khi nhìn về phía đối diện thì lại lạnh băng. Thành Vân, nếu không còn chuyện gì thì cô đừng đến tìm tôi nữa, cô ấy sẽ ghen. Hôm nay anh sẽ nhìn xem như chưa từng có chuyện gì, chỉ là ngày sau nếu Lã Thành Vân còn không biết điều mà tìm tới, vậy đừng trách anh vô tình. Những gì anh có thể làm cho cô ta thì anh đều làm cả rồi. Tố chất tâm lý một người tốt đến mấy cũng không chịu nổi khi bị làm phiền kiểu này. Lã Thành Vân siết chặt hai nắm tay, cả người cứng đờ ngồi ở chỗ kia. Vốn cho rằng còn cơ hội, vậy mà lại thất bại vì sự xuất hiện của cô gái này. Mẹ kiếp. Không khí ngày càng ái muội mập mờ. Bạch Xã dán sát vào người Phường Tú Y, mùi hương nước hoa quanh quẩn bên trong mũi làm cô chìm vào trong mơ màng. Nếu còn tiếp tục, cô nghĩ bản thân sẽ lạc lối mất. Bạch Xã dường như phát hiện cô không ổn, anh khẽ cười
rồi ôm eo cô đứng lên, nói: "Đi thôi, anh đưa em đến gặp con." "À, được." Bóng sáng cao lớn bao trùm lấy Phương Tú Y, anh nhẹ nhàng đỡ cô ra ngoài, mặc kệ Lã Thành Vân ở phía sau. Cửa mở, đám nhân viên đang hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng biết được ai mới thật sự là phu nhân tương lai của Bạch Thị. "Ôi trời, thật đó hả? Trời ơi, tôi đặt hết tiền thưởng vào cô gái họ Lã rồi, chết tôi." Cả đám người náo loạn kêu gào, trong số đó chỉ có Tiểu Mỹ là đắc ý nhất. Tuy rằng ban nãy cô nàng cảm thấy việc cá cược quá mức trẻ con, nhưng vẫn tức giận áp cho Phương Tô Y. Dù sao thì cô nàng vẫn không thích cái người họ Lã hất mặt lên trời đó. Lúc này với tỷ lệ 1-10, cô ấy thu về được không ít tiền. Tiểu Mỹ cười to hai tiếng rồi nói: "Tôi đã bảo rồi mà các người không tin, ha ha." "Sao lại thế này? Sếp còn ôm eo cô ấy nữa. Tí nóng, tí nóng." Sau một chút đau buồn, nhân viên bắt đầu chạy đi loan tin. Chẳng mấy chốc mà ai ai cũng biết. Trong thang máy, Phương Tú Y đã tách khỏi Bạch Giá, hai gò má cô đỏ ửng lên, dáng vẻ xinh đẹp làm người ta muốn yêu thương. Bạch Giá cảm giác hơi ấm còn sót lại trên tay cũng hơi ngượng ngùng mà nói: "Xin lỗi, tình huống cấp bách nên tôi mới như vậy, hy vọng cô không để ý." "Tôi hiểu." Phương Thu Y cố gắng đứng xa nhất có thể, trái tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực. Lên tới nơi, Bạch Thiên vui vẻ xông tới ôm chân của Phương Thu Y rồi hô lên: "Mẹ, bảo bối, mẹ tới đón con đây." Cô ngồi xuống, đưa môi tới thơ một cái lên gò má trắng mềm. Mặc dù hai người họ không phải là mẹ con ruột, nhưng Phương Thu Y trước giờ luôn rất được trẻ con yêu thích. Bạch Thiên dùng hai tay bám chặt vào người cô, cọ cọ đầu vào ngực cô rồi nói: "Con nhớ mẹ lắm." Bạch Xã đứng một bên bị gảy lạnh mà hắng giọng: "Được rồi, con theo cô ấy về trước đi." Bé con không hề do dự gật đầu, hận không thể rời khỏi văn phòng của cha ngay tức khắc. Ở công ty đương nhiên buồn chán, chẳng có gì để chơi. Bạch Thiên lon ton chạy theo Phương Tú Y. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Bạch Xã đột nhiên gọi với theo: "Tú Y." "Sao vậy?" Cô gái quay đầu lại nhìn anh. "Cảm ơn cô." "Không có gì, lần sau nếu anh cần giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng." Cô mỉm cười đáp. Dù sao thì anh cũng là người trả tiền lương cho cô, còn rất tốt bụng cho cô một chỗ ở mà không tốn phí. Ánh mắt Bạch Xã hiện lên một tia ý cười thầm sâu. Cô gái nào đó ngây thơ không biết đã bị nhắm trúng. Phương Tú Y ôm theo Bạch Thiên xuống dưới đại sảnh. Lúc đi ra ngoài, đột nhiên có người gọi tên cô: "Tú Y." "Này, là cô thật sao?" Giọng nói này có chút quen tai. Phương Tú Y hơi dừng bước, quay đầu sang mới thấy đó là một người bạn cũ của mình. Hắn ta vui vẻ chạy về phía cô, không cẩn thận vấp chân, sau đó trực tiếp ôm chầm lấy cô và Bạch Thiên. Những nhân viên khác trông thấy cảnh tượng ấy đều muốn rơi cả tròng mắt xuống. Trời, tên điên nào đó sao dám ôm ấp bà chủ tương lai của họ chứ. Trong mắt mọi người thì Phương Tú Y và người đàn ông kia đang ôm nhau nồng thắm. Có trời mới biết cằm cô bị người nọ đụng một cú đầu điếng. May mà cô còn kịp thời ôm lấy Bạch Thiên để thằng bé không bị thương. Nếu hôm nay cô làm con trai của ông chủ lớn có mệnh hệ gì thì cô phải chịu phạt đấy. Dù cũng chưa rõ Bạch Giá sẽ trừ lương hay đuổi cô ra khỏi nhà. Khó khăn đứng vững lại, Phương Tú Y ngước mắt nhìn người vừa tới, mặt mày tràn ngập ánh hào quang sáng lạn. Trên đầu không có nhiều tóc lắm, hắn để đầu đinh, chân mày thì rậm, là kiểu người thật thà chất phác. Phương Tú Y không nhớ mình từng quen ai trông như thế này. "Xin lỗi, lúc nãy tôi bị trượt chân, cô không sao chứ?" Người đàn ông vội vàng nói với cô. "Là tôi, Lưu Tinh Hà nè. Trước đây chúng ta từng học chung lớp tiểu học." Đầu Phương Tú Y lập tức phình to. "Ai vậy trời, bạn từ thời tiểu học, sao biết cô hay quá vậy? Cô còn chẳng nhớ nổi mình từng biết người tên là Lưu Tinh Hà." Bạch Thiên đưa đôi mắt to tròn
tò mò nhìn người nọ, hai tay ôm chặt cổ Phương Tú Y, vô cùng cảnh giác như sợ bị ai cướp mất đồ của mình. Chắc cô không nhớ tôi đâu nhỉ, học xong trung học là tôi chuyển nhà, mãi khi tốt nghiệp xong mới quay về đây ở đó. Tôi tìm được mấy người bạn cũ, họ có cho tôi xem ảnh của cô. Chàng trai kia vui mừng giải thích. Xin lỗi. Phương Thu Y chịu thua, trong ký ức của cô thật sự không có người nào như hắn hết. Hắn nhiệt tình một cách kỳ quặc mà nắm vai cô. Không sao không sao, chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ là được. Tôi nghe nói cô làm giáo viên mà, bây giờ làm ở đây hả? À, tôi tới gặp một người thôi. Phương Thu Y không tiếng động lùi về sau hai bước, tách khỏi cánh tay của Lưu Tinh Hà, rồi mỉm cười gượng gạo. Đám dân chúng hóng chuyện bát quái đã bùng nổ hết cả rồi, không ngừng ở trong nhóm chat của công ty gào thét. À, sếp ở đâu? Sếp ơi, mau tới mau tới, có người cướp vợ của sếp. Tên này là nhân viên của phòng ban nào, sao có thể không biết điều như vậy? Tôi cá 500 đồng, lát nữa anh ta sẽ bị đá khỏi công ty. Thằng kia, mày có biết xấu hổ không hả? Đem 500 đồng đó về mà chùi mông đi, còn chẳng đủ mua một cái kẹo nữa. Cũng không thể trách huynh đài đó, vừa nãy cậu ta tham gia cá cược bởi vì nhất thời ngu ngốc mà chọn về phe Lã Thành Vân, cho nên bây giờ chỉ còn đúng 500 đồng sách nát. Bọn họ ầm ĩ như vậy, Bạch Xã cho dù không muốn quan tâm cũng bị đả động, trợ lý tốt bụng nhắn tin hỏi thăm anh. Sếp ơi, vợ và con trai sếp bị người ta trộm mất rồi, tôi có nên ra mặt không? Lúc này Lưu Tinh Hà đang lải nhải về chuyện cũ với Phương Tu Y, nói đến mức cô cũng bắt đầu tin bọn họ thật sự quen biết, hỡi như cũng có cảm giác quen quen. Bạch Thiên không vui ôm xếp cổ Phương Tu Y, trợn mắt về phía Lưu Tinh Hà. Hắn cảm giác được bé con ghét bỏ mình thì sờ sờ cái đầu đinh, ngại ngùng hỏi. Đứa nhỏ này là ai vậy? Có vẻ nó không thích tôi lắm. Còn chưa chờ Phương Tú Y trả lời, Bạch Thiên đã nũng nịu gọi. Mẹ! Ba đâu rồi? Ba chậm quá đi mất. Lát nữa mẹ đi với người khác thì đừng trách nhóc vô dụng không biết giữ vợ cho bà nhé. Bạch Thiên phụng phịu phồng má lên, vẻ mặt kia có chút buồn cười mà cũng có chút đáng yêu. Sờ gò má mềm mại của thằng bé, Phương Tú Y xấu hổ nói với Lưu Tinh Hà. Cậu nghe rồi đó. Gì? Cậu chưa kết hôn mà, sao con trai lớn vậy rồi? Lưu Tinh Hà ngạc nhiên, có vẻ hắn biết được không ít về mấy người bạn học cũ. Nhớ nhận ra bản thân nói vậy hơi kỳ cục, Lưu Tinh Hà hắng giọng rồi đổi chủ đề. Lát nữa tôi tan làm sớm, cô có muốn ăn gì không? Tôi mời. À, cũng không bận, Phương Tú Ý đáp. Dáng vẻ này của cô làm bé con Bạch Thiên gấp gáp. Thằng bé níu cổ áo cô, đáng thương nói. Con cũng có tiền, con sẽ mua đồ ăn ngon cho mẹ. Cho nên đừng đi với người khác, Bạch Thiên nóng nảy đến độ muốn khóc. Đúng lúc ấy thằng bé có cảm ứng mà ngẩng đầu nhìn về phía thang máy. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, chân dài sải bước nhanh về phía này, trên mặt không có biểu tình gì. Bạch Xã xuất hiện là mấy nhân viên kích động nắm tay nhau và lắc lắc, chuẩn bị xem một màn kịch hay. Đáng tiếc họ đã xem phim truyền hình quá nhiều rồi, không có cảnh hai nam tranh một nữ như kịch bản bình thường. Bạch Xã trực tiếp mà đơn giản đưa tay khoác nhẹ lên vai Phương Tú Y. Cô ngơ ngác đưa mắt lên. Sao vậy? Sao anh lại xuống đây rồi? Anh đột nhiên nhớ ra hôm nay không bận lắm, để anh đưa hai mẹ con em về rồi quay lại công ty cũng được. Lưu Tinh Hà ở một bên cười cười, vẫn bình thản chào hỏi. Chào sếp. Ánh mắt Bạch Xã gắt gao đánh giá con người Lưu Tinh Hà, trông rất thành thật nhưng hành động thì không thành thật chút nào đâu. Bạch Xã khẽ, bàn tay đặt trên vai Phương Tú Y, hơi dùng sức kéo cô về phía mình. Đủ ngốc Lưu Tinh Hà không hề biết nhìn sắc mặt người khác, còn cố chấp nói. Sếp luôn là người bề bộn nhiều việc mà, sao có thể không bận được? Để tôi đưa cô ấy về cho. Yên tâm đi, từ nhỏ tôi đã để ý cô ấy rồi,
tôi không phải người xấu. Anh chàng trung thực đến độ làm người ta há hốc mồm cũng dễ chọc điên người khác. Nếu ánh mắt có thể giết người thì ngay lúc ấy Lưu Tinh Hà chắc chắn sẽ được Bạch Xã mời về miền cực lạc. Cái gì mà đưa cô ấy về, cái gì mà để ý cô ấy từ lâu rồi? Bạch Xã nghe không nổi nữa. Tuy rằng anh tiếp xúc với Phương Tú Y chưa nhiều, nhưng mà sự dịu dàng, dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu cùng giọng nói mềm mại như có ma lực của cô khiến anh muốn đến gần cô hơn. Anh biết mình quan tâm đến cô đây hẳn là bước đệm cho tình yêu. Trong lúc anh còn đang chờ đợi cơ hội thì ở đâu nhảy ra một người đàn ông thật trướng mắt. Bàn tay nắm vai Phương Tu Y của Bạch Xã siết mạnh làm cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên liền trông thấy góc mặt nghiêng nghiêng tuấn tú mang theo lửa giận của anh. Cứu tình đã đến, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, gục đầu vào hõm cổ của Phương Tú Y. Bạch Xã lên tiếng hỏi Lưu Tinh Hà. Cậu có biết cô ấy là gì của tôi không? Tôi không biết. Lưu Tinh Hà gãi gãi đầu. Đám đông xung quanh đồng thời chửi một câu, mẹ, cái tên ngu ngốc. Bạch Thiên gọi Phương Tú Y một tiếng mẹ rồi mà tên này bảo rằng không biết, thật hay giả vậy? Phương Tú Y cũng sợ khóc sợ cười trước tình huống như thế này, đồng thời ngượng ngùng về cái ôm của Bạch Xã. Anh nhỏ mắt nhìn Lưu Tinh Hà sau khi xác định EQ hắn ta thật sự không tốt lắm, liền giải thích. Cô ấy đã có tôi chăm sóc rồi, không cần cậu quan tâm. Bấy giờ Lưu Tinh Hà mới sực tỉnh. Hai người là vợ chồng sao? Xin lỗi, tôi không biết cho nên mới... Hắn xấu hổ cúi đầu với hai người, sắc mặt Bạch Xã vẫn không tốt hơn chút nào. Bàn tay đang đặt trên vai Phương Tu Y trượt xuống phần eo nhỏ, thể hiện chủ quyền một cách rõ rệt. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Đi thôi, tôi đưa em với con về. Gần quá, hơi thở nóng ấm mang theo mùi thơm đặc biệt của Bạch Xã thoảng qua chóp mũi, làm Phương Tu Y đỏ hồng hai gò má, cả người cứng nhắc bước chậm theo anh, cô thậm chí quên mất chào tạm biệt cậu bạn thời tiểu học phía sau. Bạch Xã vừa rồi nhờ cô diễn một chút, nhưng mà đến mức này thì chẳng phải quá nhập tâm sao? Cô gái ngơ ngác được anh dẫn ra xe, mở cửa nhét cô vào, sau đó vòng sang bên kia ngồi xuống. Trên thân anh mặc tây trang màu túi, tay phải đeo đồng hồ mạ vàng, mu bàn tay trắng mịn hiện rõ gân xanh vì dùng sức. Bạch Xã chậm chạp không khởi động xe, làm Phương Tú Y cũng chẳng dám thở mạnh. Anh đâu phải bạn trai thật của cô, cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cô giúp anh trông con trai mà thôi, lấy quyền gì ghen tuồng chứ. Bạch Xã xoa xoa mi tâm, lúc này mới lái xe đưa Phương Tú Y về. Cả quá trình ấy chỉ có mình Bạch Thiên vui vẻ nói chuyện, thằng bé ngồi trên đùi Phương Tú Y miệng không ngừng đóng mở. Mẹ xinh đẹp, mẹ đừng đi với người khác nha. Con không muốn đâu, con chỉ muốn mẹ ở với con thôi. Ngoan. Phương Thu Y xoa xoa tóc cục cưng, khẽ mỉm cười. Vừa mới xử lý xong một tên Vương Kính thì nhảy ra một Lưu Tinh Hà. Trong lòng Bạch Xã bất giác dâng lên chút bất an. Vẻ ngoài Phương Thu Y không phải quá xuất sắc, nhưng những hành động cử chỉ của cô đều mang theo mị lực rất lớn. Đại đa số đàn ông sẽ thích kiểu phụ nữ như cô vậy. Sau khi đưa Phương Tú Y về nhà, Bạch Xã lưu luyến một lát mới trở lại công ty làm việc. Bé con Bạch Thiên cùng Phương Tú Y ở nhà làm bánh ngọt. Lúc đang nhào bột, điện thoại cô rung lên. Nhìn thấy số trên đó, cô mím mím môi rồi tháo bao tay ra, dặn dò Bạch Thiên. Con chờ ở đây một lát nhé. Vâng ạ. Phương Tú Y đi thẳng ra ngoài, cách xa thằng bé, rồi mới ấn nút nghe. Cô dựa lưng vào tường, có chút mệt mỏi hỏi. Có chuyện gì không ạ? Giọng một người đàn ông trung niên đầy tức giận vang lên bên kia đầu dây. Mày chia tay với Vương Kính rồi à? Ba, ai cho mày làm thế hả? Ông không cho Phương Tú Y cơ hội giải thích mà trực tiếp quát to, chặn ngang lời cô. Thậm chí ông còn chẳng thèm tìm hiểu xem lý do bọn họ chia tay là gì. Vương Kính
đã dùng hành động ghê tởm muốn hại cô. Ông ấy không biết, có lẽ biết rồi cũng chẳng quan tâm, còn cảm thấy không hợp với anh ta. Phương Tú Y hơi nghẹn ngào. Gia đình Phương Tú Y khá phức tạp, cha mẹ đều thất nghiệp, tính tình của họ cũng không tốt lắm. Đây là lý do bình thường cô không chủ động tìm họ nói chuyện, vì mỗi lần như vậy đều nghe được vài thứ chẳng hay ho gì. Khi biết cô yêu đương với Vương Kính, một người có gia cảnh khá giả, thì đã hết lời ủng hộ, muốn bám víu vào tên này. Không biết họ nghe chuyện cô chia tay bạn trai từ ai, lập tức tìm cô làm cho xa lẽ. Tao không cần biết lý do, mày mau xin lỗi, quay lại với Vương Kính nhanh lên. Bà, anh ta suýt chút nữa đã làm nhục con rồi, bà có biết không hả? Mày nói gì? Phương Tú Y đau lòng nhưng không thể hiện ra, cắn cắn môi, cô nói. Anh ta muốn... Nó là đàn ông, có ham muốn cũng bình thường thôi. Cả người Phương Tú Y chấn động, hoàn toàn không tin vào tai mình. Việc đầu tiên mà ông ấy làm không phải an ủi cô con gái vừa suýt gặp chuyện như cô, lại mở lời bênh vực kẻ đầu sò là Vương Kính. Bà, con nói là anh ta muốn làm chuyện đồi bại với con, cảnh sát đã bắt anh ta đi rồi. Phương Thu Y lặp lại một lần nữa, hy vọng vừa rồi là ba mình nghe không hiểu, nghe nhầm nên mới đáp thế. Nhưng hy vọng làm gì, để rồi khi người đàn ông bên kia lên tiếng, cô gần như tuyệt vọng. Sao? Mày báo cảnh sát bắt nó, mày điên rồi sao? Ông Phương giận sôi máu, cũng chẳng rõ ông ném cái gì xuống đất. Một tiếng choang vang rồi truyền tới điện thoại. Phương Thu Y cắn chặt môi, nước mắt nhanh chóng trào lên. Người điên ở đây là ai chứ? Ông ấy sao có thể đối xử với cô như thế? Trong suy nghĩ của ông Phương, Vương Kính là một con cá vàng đã mắc câu. Chỉ cần Phương Thu Y nhanh chóng thu lưới thì gia đình họ sẽ đổi đời, không cần phải chui xúc ở căn nhà nhỏ sập xệ ở ngoại ô nữa. Ông từng dặn dò vợ, bảo bà khuyên nhủ Phương Tú Y cố gắng bắt lấy trái tim Vương Kính, cho dù là dùng thủ đoạn gì cũng được. Nhưng bây giờ nhận về tin tức bọn chúng chia tay, con gái còn báo cảnh sát bắt bạn trai mình, thật nực cười làm sao. Phương Tú Y cố nén không để tiếng khóc truyền xa, cô nghẹn ngào nói. Ban đầu anh ta ngoại tình, ra ngoài ngủ cùng người phụ nữ khác nên con mới chia tay. Sau đó anh ta... Tao không muốn nghe mày giải thích. Bây giờ mày đến đồn cảnh sát nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, báo lãnh nó ra ngay. Ông Phương gào lên. Ba! Đứa bất hiếu, mày còn biết tao là ba mày mà không nghe lời tao à? Ông thở hổn hển vì giận, cả khuôn mặt đỏ bừng. Bà Phương nấu cơm nghe thấy những lời này thì cúi đầu không dám nói một lời. Trong lòng bà rõ ràng con gái chắc chắn đã chịu oan ức, chỉ là bà nhát gan, luôn cam chịu, cho nên chỉ biết đứng nhìn. Tút tút. Phương Tú Y tắt điện thoại, hai mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, cả người chẳng còn một chút sức lực nào. Trước đây cô từng cảm thấy cha mình hơi cực đoan và xấu tính, bây giờ mới biết ông chẳng có chút nhân tính. Ông không yêu thương cô, chỉ xem cô là công cụ để sử dụng mà thôi. Nếu không phải vì mẹ, Phương Thu Y thật muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với ông. Mười mấy năm qua, gia đình họ vẫn sống dựa vào tiền từ bà ngoại, là tiền của hồi môn. Có thể nói ông bà ngoại đã để lại toàn bộ tài sản cho mẹ cô. Bà chất chiu sành sụm nuôi cô ăn học tới trường này. Cha cô chẳng gom bất kỳ chút sức, còn hay lén đi đánh số đề, bài bạc. Chuyện mà mẹ cô áy náy và tự trách nhất là không sinh được con trai cho nhà họ Phương. Điều tay xoa xoa chán, Phương Tú Y mất rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng của mình. Lúc cô quay lại, Bạch Thiên mặt mũi dính đầy bụt, ngẩng mặt lên cười với cô, thằng bé khẽ khàng gọi. Mẹ! Phương Tú Y vừa mới bình tĩnh lại vì một tiếng này mà cảm xúc vỡ òa, nước mắt chảy xuống gò má. Sao mẹ lại khóc ạ? Bạch Thiên hoảng hồn, tuôn xuống khỏi ghế rồi chạy tới bên cạnh cô. Tay thằng bé dính bụt nên không dám chạm vào người cô, đứng đó loay hoay trông vô cùng đáng yêu. Bụi rơi vào mắt thôi, bé ngoan.
Phương Tú Y không hề ngại bần mà ôm thằng bé lên. Bạch Thiên dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt bên gò má cho mẹ, vô tình để lại vệt trắng dài. Thằng bé lo lắng nói: có người bắt nạt mẹ phải không? Chờ ba trở về, nhất định sẽ nói cho bà biết để bà xử người đó. Không có đâu, Phương Tú Y mỉm cười an ủi. Dạ, trong lòng Bạch Thiên thì nghĩ chắc chắn là vậy rồi, nếu không sao mẹ lại khóc chứ. Mẹ có nói dối nữa, trong nhà bọn họ sạch sẽ, làm gì có hạt bụi nào. Phương Tú Y quay về bếp, gạt chuyện gia đình sang một bên, rồi bắt đầu dạy Bạch Thiên làm bánh. Gần đây xảy ra quá nhiều việc nên cô đã xin tạm nghỉ 2 tuần. Cũng nói sẽ không nhận lương tháng nên nhà trường đồng ý. Hiệu trưởng biết chuyện cô suýt chút nữa bị người ta hại thì rất thông cảm, so với người cha vô tâm kia còn tốt hơn nhiều. Phương Tú Y bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng công việc dạy học ở trường. Hợp đồng mà Bạch xã đưa cho cô tuy chỉ kéo dài 1 năm, nhưng số tiền anh đưa ra rất lớn, đủ để cô thực hiện ước mơ của mình. Thời gian trước, vì mẹ hy vọng cô có thể thuận lợi kiếm việc làm nên mong cô hãy chọn nghề giáo. Cô năm 18 tuổi ấy cũng chẳng biết gì, cứ nghe lời gia đình rồi đâm đầu vào ngành sư phạm. Thực chất Phương Tú Y thích nấu ăn, cô muốn mở một cửa hàng bánh. Hơn nữa thời đại phát triển, cô dự định mở một blog chuyển về sở trường của mình. Thấy Phương Tú Y cứ ngẩn người, Bạch Thiên đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía cô. Thằng bé lau sạch tay rồi chạy đi tìm điện thoại. Mất một lúc lâu sau mới soạn xong tin nhắn gửi cho bà: mẹ bị người khác bắt nạt, mẹ khóc rồi, khi nào bà mới trở về ạ? Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một đoạn thoại. Bạch Thiên dùng ngón tay chọc vào liền nghe thấy ba mình nói: họp xong ba sẽ trở về ngay, có đến dỗ mẹ đi. Nhận được câu trả lời xong, thằng bé mới yên tâm buông điện thoại, lạch bạch đi tìm Phương Tú Y. Lúc này cô đã nướng xong mẹ bánh đầu tiên, mùi thơm nước mũi bay xa khi cô mở nắp lò. Thấy Bạch Thiên đến gần, cô dặn dò: con đứng xa chút. Dạ, Bạch Thiên tò mò nhón chân lên, từ tầm nhìn của nhóc chỉ thấy được cái đáy khay. Phương Tú Y cẩn thận đặt bánh xa bàn, rắc thêm chút đường rồi mới ôm Bạch Thiên lên cho thằng bé xem. Những chiếc bánh hình thỏ, hình gấu mập mạp vô cùng đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt Bạch Thiên. Còn có vài cái không ra hình dáng gì thì là tác phẩm của nhóc. Bạch Thiên vui vẻ tựa đầu vào vai Phương Tú Y, cọ cọ 2 cái rồi nói: mẹ của con thật giỏi. Cô mỉm cười xoa xoa tóc thằng bé, lấy một cái lên ăn thử, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng mà nhà của Bạch xã vốn không có nhiều nguyên liệu cho cô làm bánh, chỉ là một mẻ đơn giản nhất thôi. Phương Tú Y chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng, có đặc biệt khoe mấy cái bánh do Bạch Thiên làm. Thằng bé hào hức muốn ăn thử, sau khi ngậm vào miệng lên không nói gì nữa mà chăm chú nhai, gò má phồng lên như một chú hamster cực dễ thương. Nếu có thể tiếp tục như vậy mãi thì tốt quá, Phương Tú Y thầm nghĩ. Bà đồ cho bánh vào túi nhỏ rồi gọi điện thoại cho bạn thân Tu Kiều. Bọn họ gần đây ít liên lạc, không biết cô ấy thế nào rồi. Tu Kiều vừa bắt máy đã nói: tớ hơi bận, cậu có chuyện gì nói nhanh nhé. À, chỉ là làm một mẻ bánh muốn tặng cậu. Ôi, lâu rồi không được ăn đồ cậu nấu, nhưng mà tiếc là tớ đang bị nhiều thứ quấn thân. Không cần gặp, tớ gửi qua chỗ cậu vậy. Ừ, xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin cho cậu được. Dứt lời thì có tiếng người gọi tên cô ấy. Tu Kiều gấp gáp nói: tớ đi trước đây. Phương Thủ Y thấy cô nàng bận bịu nhiều thế cũng không tiện nói thêm gì. Bọn họ chỉ là những thành phần bé nhỏ trong xã hội, mỗi ngày quay cuồng với công việc rất mệt mỏi, tâm trí đâu mà đi chơi với bạn bè nữa chứ. Đóng gói thành 3 phần xong, Phương Thu Y giữ riêng một túi cho Tu Kiều, còn 2 túi kia thì phân biệt cho Bạch Thiên và Bạch Dã, không biết anh có thích đồ ngọt không nhỉ. Nghĩ tới người đàn ông kia thì hình ảnh ở công ty lại hiện lên, cô hơi ngại ngùng chọc chọc túi bánh. Hôm ấy
Bạch Xã đi làm về sớm hơn bình thường. Anh vào nhà, nghe thấy tiếng động thì đi thẳng đến chỗ bếp, mùi thơm từ trong đó nhẹ nhàng truyền ra, còn có tiếng cười nói của Phương Tú Y và Bạch Thiền. Cứ bận bịu một hồi mới phát hiện Bạch Xã đứng ở cửa nhìn mình từ bao giờ, vẻ mặt xấu hổ. Anh về sớm vậy, cơm cũng sắp xong rồi. Thân là bảo mẫu của Bạch Thiền thì nhiệm vụ cơm nước cũng rơi vào tay cô. Nghe thằng bé nói Bạch Xã thích canh sườn liền chọn món này, chỉ là cô không ngờ anh tan tầm sớm hơn bình thường chút. Trong lòng Bạch Xã như được ngâm trong nước ấm, vô cùng dễ chịu. Phương Tú Y đeo một cái tạp dề màu hồng trước người, tóc búi cao sau đầu, một vài sợi tóc mềm mại rũ bên gò má của cô. Lúc cô chăm chú nêm nếm, đôi mắt kia như phát ra ánh sáng lấp lánh. Anh có thể nhìn ra cô rất thích nấu ăn. Ba về rồi á? Bạch Thiền mặc quần lửng và áo thun màu trắng, cả người như cục bột nhỏ, chạy nhanh về phía anh. Ừ, về rồi. Bạch Xã đáp lời, cũng không biết đang nói với Phương Tú Y hay con trai, giọng điệu kia vô cùng dịu dàng. Trái tim Phương Tú Y đập bang bang trong lồng ngực, cô hắng giọng nói. Anh tắm trước hay là ăn cơm trước? Tắm trước đi. Bạch Thiền vô cùng hồn nhiên nói. Con cũng muốn tắm chung với ba. Rất lâu rồi thằng bé chưa được ba tắm cho mình. Trước đây đều có bảo mẫu làm. Bạch Xã yêu thương ôm thằng bé vào lòng. Ừ, đi tắm thôi. Bé cưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Tú Y rồi hỏi. Mẹ không tắm chung với con và ba sao ạ? Khụ khụ. Phương Tú Y mới vừa múc một muỗng canh lên nêm lần cuối thì bị sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng, chẳng rõ đang ngượng hay do không được thông khí. Bạch Xã liếc nhìn bộ sáng kia của cô, ánh mắt bình thường lạnh lùng xa cách, bỗng có chút gì đó là lạ, mang theo ý cười rất nhạt. Cô gái xua xua tay, tỏ vẻ mình không cần tắm chung. Bồn tắm nhà mình rất rộng mà. Bạch Thiền tiếc nuối chủ mùi. Phương Tú Y sợ khóc sợ cười, như vậy cũng không được đâu con trai. Cô chỉ vừa trải qua chuyện suýt bị người khác xâm hại chưa lâu, tâm lý không vững vàng đến mức có thể nói chuyện yêu đương với người mới, chứ nói chi là tắm chung, cái việc hết sức ái muội này. Sau một hồi kỳ kèo, Bạch Thiên chỉ có thể cùng ba mình rời đi. Phương Tú Y dọn cơm lên, trong lồng ngực như có thứ gì không yên. À, là trái tim đang đập dồn dập của cô. Thật chẳng hiểu sao cô lại không hề bài xích những thứ liên quan tới Bạch Xã, vì sáng vẻ bình thản cấm dục kia của anh sao. Trong phòng tắm, Bạch Thiên được ba mình gội đầu cho. Thằng bé mở miệng nói liên tục. Hôm nay mẹ sẽ coi làm bánh, rất là ngon đó. Sau đó mẹ ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại mẹ khóc hù hù. Ồ, ánh mắt Bạch Xã trầm xuống. Con có nghe được gì không? Bé con lắc lắc đầu nhưng vẫn khẳng định. Chắc chắn là có người ăn hiếp mẹ rồi, bà phải bảo vệ mẹ của con. Người đàn ông im lặng một lát, bàn tay đặt trên tóc con trai xòa nhẹ. Ừ, sau này bà sẽ bảo vệ cô ấy. Giọng Bạch Xã rất nhẹ nhàng, trong đôi con người đen lấy là nhu tình mật ý. Anh cũng chẳng rõ vì sao khi ở bên cạnh Phương Tú Y lại có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Con người cô đơn quá lâu, chịu đựng quá nhiều áp lực thì sẽ trở nên nhạy cảm, mỏng manh. Tuy rằng làm đàn ông phải mạnh mẽ, nhưng có những lúc anh chỉ muốn tựa vào ai đó tìm kiếm chút yên bình. Mà Phương Tú Y là kiểu người có thể mang đến sự an yên cho người khác. Khuyết chất dịu dàng mềm mại, sự hiền hậu kia thật sự rất khó tìm ở xã hội hiện đại phức tạp này. Tắm rửa xong, Bạch Xã đưa con trai ra ngoài sấy tóc. Phương Tú Y thấy anh bận rộn thì đi tới, nói. Bạch Thiên, ra đây nào. Bé con ngoan ngoãn tuột khỏi vòng tay của Bạch Xã mà lao về phía Phương Tú Y, sau đó được cô mang về phòng. Những ngón tay di chuyển có quy luật trên đỉnh đầu thằng bé, như phủ một lớp ma lực. Xoa xoa vài cái thì mắt thằng bé đã híp cả lại. Đừng ngủ, còn phải ăn cơm đó. Phương Tú Y tắt máy sấy, hôn lên gò má của Bạch Thiên một cái. Thằng bé lớn lên,
cũng khá giống Bạch Dã, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu thật sự, nhìn gò má phúng phính kia chỉ muốn hôn vài cái. Phượng Tú Y ôm con trai quay về bàn cơm. Lúc này Bạch Dã đang kéo ghế ra, tóc mái của anh hơi dài bởi vì vừa mới tắm xong nên những sợi tóc hướng về từ phía trông hơi rối, nhưng mà không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của anh. Người với người sao lại có sự chênh lệch như vậy nhỉ? Phượng Tú Y đau lòng đi tới, ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa. Bạch Dã ăn nhiều hơn bình thường một chút, còn cho anh cũng vậy, cả hai đồng thời giơ ngón cái ra với Phượng Tú Y. Được khen ngợi, cô có hơi xấu hổ, gò má hiện lên một vệt hồng như áng mây trù dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp. Lúc dọn dẹp bát đĩa, Bạch Dã đột nhiên nói với cô. Bây giờ, cô là bảo mẫu dài hạn của Bạch Thiên. Tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện rồi nghỉ việc. Vì vậy, nếu gặp bất kỳ rắc rối gì, cũng có thể nói với tôi. Phượng Tú Y nghe hiểu lời này của anh, có chút cảm kích, nhìn về phía bé con đang bưng nước ở bên cạnh. Thằng bé mang nước cam tới bên cạnh Phượng Tú Y, hai tay sờ cào. Mẹ, nước trái cây, bà mua cho mẹ đây ạ. Ông cụ non tích cực đẩy thuyền, làm hai người lớn đang nghiêm túc nói chuyện đều phải bật cười. Bạch Dã sờ sờ mũi, anh không hề bảo thằng bé nói vậy, tất cả đều là thằng bé tự suy nghĩ ra, thông minh thật đó. Phượng Tú Y lau khô tay rồi nhận nước của Bạch Thiên, xoa xoa tóc bé con. Cảm ơn con. Sau đó cô lại quay sang nhìn Bạch Dã nói. Cảm ơn anh vì những lời bà nãy, chỉ là chút chuyện gia đình, không sao đâu, tôi có thể xử lý được. Mối quan hệ của họ bây giờ có chút vì diệu, cũng không đến mức phải làm phiền người ta. Phương Tú Ý nghĩ chỉ cần mặc kệ thì qua một thời gian cha cô sẽ từ bỏ ý định, nhưng chẳng thể nào ngờ nổi mới qua hai ngày ông đã tìm tới tận trường của cô. Sau khi đến tìm hiệu trường và hỏi thăm tin tức của Phượng Tú Y, ông Phương tức giận quát. Cái gì? Nó nộp đơn xin nghỉ việc. Anh bình tĩnh một chút, có chuyện gì về nhà hãy nói với cô Phương. Hiệu trưởng hơi nhíu mày vì sự ồn ào của người trước mắt. Từ lúc ông ta tới đây đã liên tục gây sự, cứ nhất quyết muốn gặp Phượng Tú Y, nhưng cô đã không còn công tác ở chỗ họ nữa rồi. Trường vốn không thiếu giáo viên, bây giờ Phương Tú Y rời khỏi thì lập tức có người thế vào vị trí của cô. Ông Phương náo loạn một hồi, Phương Tú Y mới vội vàng đuổi tới. Cô đang phơi đồ thì nhận được điện thoại từ hiệu trường, vừa nghe cha cô tới tìm, tìm cô liền muốn rơi ra ngoài. Thấy con gái, ông Phương giận dữ chỉ tay. Mày giỏi lắm, dám không nghe điện thoại của tao. Mày có biết tao đi từ nhà đến đây rất mệt không hả? Đồ bất hiếu. Bà, có chuyện gì về nhà lại nói? Phương Tú Y vô cùng xấu hổ. Sợ mất mặt hả? Hà hà, mày sợ, nhưng tao thì không. Có một vị phụ huynh như vậy, quả thân không dám nhận. Phương Tú Y sắc mặt tối sầm xuống, cô liên tục nói xin lỗi với hiệu trưởng, rồi đưa tay ra kéo cho mình đi nhanh ra cổng. Trên đường đi, ông vẫn lại nhảy về chuyện của cô cùng Phương Kính. Tao hôm nay tới đây là để làm rõ với mày hai chuyện. Thứ nhất, mày phải đưa tao đi gặp Phượng Kính, rồi nói lời xin lỗi với người nhà người ta. Thứ hai, mẹ mày bị thoát vị đĩa đệm, cần tiền làm phẫu thuật. Cái gì? Phương Tú Y trực tiếp bỏ qua vấn đề của Phương Kính, chỉ lo lắng hỏi. Mẹ hiện tại đang ở đâu? Bà ấy có ổn không? Giả vơ giả vịt, cũng do mày cả. Sao lại tắt điện thoại của tao chứ? Ông Phương đứng bên lề đường, giọng oang oang nói to. Trong đầu Phương Tú Y bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh mẹ mình vất vả bao nhiêu năm nuôi cô khổ lớn, trái tim đau đớn. Cô cắn chặt môi, lát sau nói. Đã đặt lịch hẹn phẫu thuật chưa ạ? Không có tiền. Ý của ông là vẫn chưa đặt lịch. Phương Tú Y lấy điện thoại ra gọi cho mẹ ngay lập tức. Mấy hôm nay cô không muốn nói chuyện với người cha này nên mặc kệ ông, nhưng nếu là mẹ gọi, cô chắc chắn sẽ nghe máy. Sao bà giấu cô chuyện bà bị bệnh chứ? Tú Y, xin lỗi con.
Bà Phương vừa mở miệng đã thở dài, bởi vì bà biết hiện tại chồng mình đang làm cái gì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con gái. Mẹ, sao lại giấu con? Hai mắt Phương Tu Y cay sát, một khóc như ngại bản thân đang ở giữa đường, cô không dám để bản thân quá mức kích động. Mẹ không biết nó lại nghiêm trọng đến vậy. Bà nói nghe nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì, như thể đây là cảm mạo thông thường vậy. Phương Tú Y nghiêm mặt. Sức khỏe của mẹ quan trọng, sao lại qua loa thế được? Không điều trị kịp thời, ngộ nhỡ tai biến dẫn đến bại liệt thì làm thế nào đây? Phương Tú Y nhiều lần nghĩ muốn chăm sóc cho mẹ, nhưng khả năng có hạn. Chính cô có đi thuê nhà nên rất khó để đưa bà qua ở cùng mình. Cô ấy này nói, chờ lát nữa con đặt lịch phẫu thuật, sau đó sẽ về thăm mẹ. Bà Phương siết chặt điện thoại, nhìn ra cửa, ánh mắt mờ mịt, trống rỗng. Có lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Mẹ không muốn thành gánh nặng của con. Bởi vì biết con gái cũng rất khổ cực, cho nên bà mới giấu kín tâm tư vào lòng, nghĩ giấu được càng lâu càng tốt. Hoặc là để bà bệnh chết rồi thì con gái sẽ thoát khỏi cảnh bị lợi dụng như bây giờ. Nhưng mà bà không đủ can đảm để chết ngay. Cuộc đối thoại của hai mẹ con bỗng bị cắt ngang bởi ông Phương. Lát nữa tôi mang nó đi xin lỗi nhà họ Vương. Thằng nhóc Vương Kính rất có tiền. Bà, Phương Tú Y bất lực, sao ông lại có thể đáng ghét như vậy? Đây là định bán cô sao? Ông ấy biết rõ người đàn ông kia đã làm gì với cô mà. Kêu la cái gì? Mày còn cãi bường nữa thì đừng trách tao, tao đánh mày. Người đàn ông vung tay lên dọa Phương Tú Y, mặt cô trắng bệch, cơn ác mộng lúc nhỏ thoáng cái hiện lên trong tâm trí, làm tay chân cô mềm nhũn. Trước khi trưởng thành, người cha này từng dùng bạo lực với cô rất nhiều lần, cô phải mất mấy năm đại học để thoát khỏi cái bóng quá lớn ấy. Bây giờ nó bỗng chốc quay trở về, đè chặt lên đầu khiến cô khó thở. Phương Hải sẽ lấy điện thoại trên tay Phương Tô Y, trực tiếp ngắt máy, sau đó tìm số điện thoại của Vương Kính nhưng không thấy. Ông hỏi, mày xóa số Vương Kính rồi à? Lúc này Phương Tô Y vẫn còn đang run run, tay phải đặt lên vai trái, siết thật chặt. Phương Hải bực mình định tát cô, lại nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của cô không thể bị xưng được, liền nói, nhà nó ở đâu? Phương Tú Y khổ sở rơi nước mắt. Hiện tại cô không khống chế được bản thân, cả người run lẩy bẩy. Bà, xin bà đừng như vậy. Con không muốn gặp người đàn ông kia. Anh ta là kẻ tiểu nhân bị ủi, là một tên biến thái. Nếu ba cần tiền thì con... Cô đang định nói sẽ cố gắng nhưng lại bị ông cắt ngang. Một đứa con gái thì có thể làm gì ra tiền chứ, ngoại trừ bám lấy đàn ông. Phương Hải trọng nam khinh nữ. Sau khi bà Phương không sinh con được nữa, nhà họ chỉ có mỗi Phương Tú Y, thì ông bắt đầu đổi tính, nóng nảy khó chịu. Ông không thích người khác chỉ cho bản thân nói ông không sinh được con trai. Trong tiềm thức ông cho rằng con gái là thứ vô dụng, hơn nữa mai sau còn phải gả ra ngoài, đâu thể cung phụng ông. Phương Tú Y đờ đẫn mở to mắt nhìn ông, không thể tin nổi ông lại dùng những lời đó nói với mình. Cô cắn chặt môi muốn bật máu, không thể nhịn được nữa mà nói, vậy ba là đàn ông, bà đã làm gì ra tiền chưa? Cô biết mình bây giờ thật bất hiếu, nhưng mà cô thật sự chịu đủ rồi. Câu nói ấy chia đề trong điên ông Phương. Ông ta vung tay lên tổn thóc Phương Tô Y, đè đầu cô xuống dù tát lia liệu mà nói, con nhỏ hỗ láo này, tao đánh chết mày. Giữa đường đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tiếng ồn ào nghị luận lập tức nổi lên. Mọi người xìu xít bảo hãy gọi cảnh sát, nhưng mà có người lại cho rằng không nên xen vào chuyện gia đình người ta. Phương Tố Y nỗ lực che đỉnh đầu, từng cú đấm mạnh rơi xuống làm đầu óc cô rối loạn, không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô nhắm mắt cắn chặt răng phó thác cho số mệnh. Đúng lúc ấy, cơn đau kịch liệt từ trên đỉnh đầu bỗng dừng lại. Một giọng nam trầm mang theo sự tức giận vang lên bên tai cô. Cút! Bạch Xã một tay nắm cổ tay của Phương Hải,
dùng sức hất mạnh một cái, ông ta lập tức lao đầu lùi về sau, thậm chí còn ngã phịch ra đất. Anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rối tung của cô một cách thật nhẹ nhàng. Trên mặt Phương Tú Y đều là nước mắt, cô vừa nghe thấy giọng anh liền như tìm được cọng xương cứu mạng, liều mình ôm chặt lấy anh. Bạch Xã đau lòng vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt sắc lạnh đảo qua khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Anh không biết ông ta là ai, nhưng mà ông ta động vào Phương Tú Y, anh từ trễ để cô chịu uất ức rồi. Mày là ai? Phương Hải tức giận, nhưng hừng càng xa càng cay. Ông ta nhìn xa được Bạch Xã không phải người bình thường, nên giọng điệu vẫn còn rất lịch sự. Bạch Xã che chở cho Phương Tú Y, nhịn xuống xúc động muốn đấm người đối diện, rồi nói: câu này tôi phải hỏi ông mới đúng. Tao là cha của nó. Ông ta vừa lớn tiếng, Phương Tú Y liền sợ hãi rúc vào lòng Bạch Xã, làm anh khó chịu. Cha ư? Có người cha nào lại đè đánh con gái giữa chốn đông người như vậy, hiên ngang không coi ai ra gì. Càng ngày càng có nhiều người qua đường vây xem bọn họ. Bạch Xã không muốn để Phương Tú Y chịu tủ nhục, một tay đặt sau gáy cô, nhấn cô vào trong lòng mình. Mùi hương nước hoa nam tính tràn ngập khoảng mũi của Phương Tú Y. Lúc này cô không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết cảm giác khi được anh che chở thật ấm áp. Bạch Xã nhìn về phía Phương Hải, nói: ông không đáng làm cha. Dứt lời, anh ôm Phương Tú Y đi thẳng về phía xe của mình. May mắn hôm nay anh định đưa con trai và cô ra ngoài dạo phố nên mới đuổi tới đây. May mắn anh tới không quá trễ. Thấy Bạch Xã đột nhiên kéo con gái mình đi, Phương Hải vội vàng la lớn: mày đứng lại đó, nó là con gái tao. Mà kệ ông ta kêu gào cỡ nào cũng chẳng ai quan tâm. Bạch Xã mở cửa dìu Phương Tú Y vào trong xe. Khi cô ngẩng đôi mắt đỏ nhìn về phía anh bớt xác dịu giọng: không sao, tôi sẽ giúp cô xử lý. Cho dù người đứng ở đằng kia tự xưng là cha của cô thì cũng không thể tha thứ được. Lửa giận bùng lên dữ dội trong đôi mắt Bạch Xã. Anh quay đầu lại đối mặt với người đàn ông trung niên đang quát tháo phía sau. Phương Hải đuổi tới nơi, chỉ tay vào người Bạch Xã mà há miệng quát: mày bắt cóc con gái tao à? Ông vừa rồi hành hung cô ấy giữa đường, có biết xung quanh thành phố đều gắn camera không? Một câu hỏi của Bạch Xã trực tiếp dọa cho Phương Hải phát hoảng. Ông ta theo bản năng lướt mắt nhìn khắp nơi muốn tìm vị trí lắp camera, mà anh nói: đừng nhìn, ông tìm ra rồi cũng không tránh tội được đâu. Tôi sẽ tìm luật sư đến làm việc với ông sau. Bạch Xã đi vòng sang bên kia, mở cửa xe bước vào, sau đó nhấn ga chạy đi mà không thèm quan tâm tới phản ứng của Phương Hải. Ông ta hiện tại đứng thừa người giữa đường phố xá đông đúc, mồ hôi sau lưng bắt đầu tuôn ra nhiều tắm. Phải rồi, cho dù ông ta là cha của Phương Tú Y, nhưng nếu chuyện bạo hành lộ ra thì ông ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Không, không thể để thằng nhóc vừa rồi kiện ông ta được. Mình là cha của Tú Y, con bé sẽ không dám đâu. Phương Hải lẩm bẩm tự nhủ, tự an ủi bản thân. Trên xe, Phương Tú Y thẫn thờ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô không có tiêu cự. Cô đã để Bạch Xã nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình, cũng để anh trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia. Đó là bí mật mà cô muốn chôn vùi vĩnh viễn. Bạch Xã im lặng không làm phiền đến cô, sau khi đưa cô trở về liền cẩn thận dặn dò Bạch Thiên vài câu. Phương Tú Y tắm rửa cẩn thận trở về phòng khóa chặt cửa. Cô không biết kế tiếp nên làm gì, chẳng lẽ thật sự mặc kệ để Bạch Xã kiện cha mình ư? Kể cả khi ông ta là một người đàn ông tồi tệ thì vẫn là cha của cô. Tinh thần Phương Tú Y dưới sự kích thích này trở nên có chút bất ổn. Cô không thể ngừng nghĩ về chuyện cha cô sẽ nổi điên. Cuối cùng cô chủ động ra ngoài tìm Bạch Xã. Thấy Phương Tú Y, anh chỉ cười khẽ một tiếng: đừng lo, tôi chỉ dọa ông ấy thôi, sẽ không thật sự kiện đâu. Xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi.
Không sao đâu, cô đừng xem tôi như người ngoài. Ý anh là sao? Phương Tú Y hơi ngẩn ra, cô không dám nghĩ nhiều, nhưng những lời này của Bạch Dã thật sự khiến cho người khác hiểu lầm. Anh ấy đối xử với cô tốt một cách kỳ quặc, chỉ cần không quá ngốc cũng nhìn ra được sự khác biệt trong ánh mắt anh. Phương Tú Y du xe quan sát khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh của Bạch Dã, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn rất nhiều. Còn người Bạch Dã vẫn kiệm lời như thế, sau khi nói được hai câu liền im bặt, bầu không khí bắt đầu trở nên ái muội. Nam nữ ở chung một nhà vốn là điều mờ ám rồi, Bạch Dã còn tỏ thái độ thân thiết với cô như vậy nữa. Phương Tú Y siết chân hai tay vào nhau, nói: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này chỉ cần có người bắt nạt cô thì nói với tôi sẽ xử lý." Bạch Dã nói một câu thật dài, cuối cùng lại bổ sung: "Bạch Thiên rất thích cô." Lý do mà anh giúp đỡ cô hóa ra là vậy ư? Thật sự chỉ vì Bạch Thiên? Phương Tú Y nhạy cảm phát hiện một chút biến hóa từ Bạch Dã, nhưng cô không nói gì, chỉ gật đầu. Một lần nữa trở về phòng, điện thoại của cô đã tràn ngập tin nhắn mắng chửi của cha, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Phương Tú Y cực kỳ nhức đầu, cô đi tới bên cửa sổ gọi cho mẹ, sau đó liền nghe bà thở dài. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cha con nổi điên mà quát mắng mẹ, nhưng hẳn là không phải lỗi của con. Tú Y, có phải con cảm thấy mẹ rất nhu nhược, yếu đuối không? Phương Tú Y không đáp, lại nghe bà nói: "Mẹ nghĩ kỹ rồi, mẹ sẽ ly hôn với ông ấy. Sau này con không cần phải mệt mỏi vì chuyện gia đình nữa." "Mẹ?" Phương Tú Y kinh ngạc, cô biết rõ mẹ yêu cha đến nhiều nào, sau bao nhiêu năm chung sống, sau bao lần bị đánh đập, bà vẫn nhẫn nhịn kia mà. Dù sao, mẹ cũng không sống được thêm bao lâu, thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Bà Phương từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng của người đời trước, nghĩ rằng nam tô nữ ti, nhiệm vụ của phụ nữ là sinh con dưỡng cái, cần phải biết nhường nhịn chồng. Bà nhịn bao nhiêu năm, bây giờ già yếu, có liên lụy tới con gái của mình khiến bà quá mệt mỏi. Phương Tô Y không hề ngăn cản, ngược lại còn vui mừng vì bà đã thông suốt. "Mẹ, như vậy mới đúng. Bây giờ cô đã góp được một chút tiền rồi, ra ngoài mở tiệm bánh để bà làm việc cho cô, rồi vui vẻ sống qua ngày. Tương lai về trước sao mà tươi sáng, chỉ cần người đàn ông kia không tồn tại, cô và mẹ sẽ hạnh phúc." Phương Tú Y gấp rút chuẩn bị tiền và những thứ cần thiết như thuốc men, đồ bổ để dùng khi mẹ cô làm phẫu thuật, tạm thời gạt người cha tồi tệ kia sang một bên. Nhưng mà trước lúc về nhà, Phương Tú Y phải đi tham dự hoạt động thường niên của ngôi trường mẫu giáo mà Bạch Thiên đang theo học. Nghe nói sự kiện lần này chủ yếu là để các em nhỏ có thời gian ở cùng phụ huynh nhiều hơn một chút, gia tăng tình cảm. Phương Tú Y chọn mặc quần thể thao màu xám và áo thun trắng, tóc cột cao sau đầu, trông vô cùng gọn gàng, tươi tắn. Bạch Dã khoác lên mình bộ đồ thể thao của hãng thời trang nào đó, vừa hay là màu trắng, rất giống quần áo cặp với Phương Tú Y. Là da của anh thật sự rất đẹp, so với những người tỉ mỉ chăm sóc da như Phương Tú Y còn muốn đẹp hơn, làm cô nhìn chằm chằm. "Anh có bí quyết dưỡng da đặc biệt nào sao? Bán công thức cho tôi đi." "Không có." Bạch Dã cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ ấy khi cười rụ lên vô cùng có tính sát thương. Phương Tú Y che ngực thổn thức một tiếng, quay đầu đi không nhìn anh nữa. Xe dừng lại trước cổng trường, bé cưng Bạch Thiên kích động đến nỗi nhảy nhót tại chỗ như một chú khỉ con. Trước đây mỗi lần diễn ra đại hội thể thao thì chỉ có mình cha đi cùng, người khác hỏi mẹ nhóc đâu, nhóc đều chẳng thể trả lời được. Hôm ấy Bạch Thiên ngẩng cao đầu, hất mặt, vô cùng mong đợi có người nhìn về phía nhóc. Thằng bé như thể muốn khoe khoang rằng mẹ của mình vừa xinh đẹp vừa giỏi, nắm tay Phương Tú Y chạy khắp nơi, gặp bạn cùng lớp liền khoe: "Đây là mẹ của tớ." "Biết rồi biết rồi, cậu nói ba lần rồi."
Một đứa trẻ không trụ nổi nữa mà xị mặt. Mẹ của tớ xinh lắm phải không? Ừ, xinh lắm. Nhìn này, hôm nay mẹ sẽ tham gia cùng tớ đấy. Mẹ tớ cũng tham gia, cậu khoe làm gì? Nhìn Bạch Thiên lăng xăng chạy khắp sân, trong mắt Phương Tu Y thoáng qua một chút thương xót. Sau đó cô nở nụ cười, tiến tới giữ thật chặt tay của đứa trẻ ngây thơ ấy. Bạch Thiên thật sự cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc thi đầu tiên của ngày hôm ấy chính là chạy tiếp sức. Mấy đứa trẻ sẽ trở thành chủ lực cuối cùng. Bạch Xã đứng ở vạch xuất phát, Phương Tú Y ở giữa đường chạy, còn Bạch Thiên thì ở gần cuối. Thật ra mấy đứa nhỏ chắc chỉ cần chạy tầm 30 mét mà thôi. Khuôn mặt đẹp trai cùng cặp kính đầy trí thức biến Bạch Xã đứng giữa mấy người đàn ông trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi ước gì mình cũng có một ông cháu như vậy, nhìn thôi đã no, chẳng cần ăn cơm nữa rồi. Trông cánh tay thật là săn chắc, bắp chân nữa, chẳng bù cho lão chồng nhà tôi ăn rồi nằm, bụng phệ cả ra. Trông thế kia hẳn là rất khỏe nhỉ. Mấy bà vợ đứng ở giữa đường chạy ríu rít bàn tán. Phương Tú Y nghe được những lời này mà sắc mặt hơi đỏ lên. Bọn họ nhấn mạnh từ khỏe ấy làm cô cũng suy nghĩ lùng tùng mất rồi. Bạch Xã cao nhất trong năm ông bố, vừa đẹp trai vừa trẻ, nghiễm nhiên trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt bốn người còn lại. Anh mỉm cười nhìn về phía Phương Tú Y, không quan tâm tới những người khác đang bàn luận cái gì. Có một bà chị ghen tị với Phương Tú Y trông trông hai tiếng rồi nói: cô Phương hạnh phúc thật, nhìn vẻ mặt hiền hòa kia của chồng cô thì chắc hẳn cô sẽ được cưng chiều nhỉ. Phương Tú Y biết mình đi cùng anh thì người ta sẽ nghĩ bọn họ là một cặp, nên im lặng xem như thừa nhận. Hôm ấy Phương Tú Y lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Bạch Xã khi vận động mạnh. Anh nghiêm túc vô cùng, lúc chạy thì tóc mái bị gió thổi rối tung lên, chân anh dài vừa xuất phát đã bỏ xa những người khác. Cho nên Phương Tú Y chỉ cần phát huy tạm tạm thì Bạch Thiên cũng có thể giành giải nhất rồi. Bé con là người đầu tiên về đích, khóe môi cong lên, cầm lấy cái huy chương có đánh số 1, lao như điên về phía cô, hô to: mẹ, con hạng nhất, con thắng rồi. Trước đây, vì không có mẹ đi cùng nên Bạch Thiên chẳng thể tham gia hoạt động này. Hiện tại đã khác, thằng bé rất vui. Cả nhà ba người quây quần lại một chỗ ăn mừng. Phương Tô Y hôn Bạch Thiên một cái, xem như phần thưởng. Sau đó thằng bé nhe răng cười nói: ba con cũng có công mà, ba con giỏi lắm, mẹ mau thưởng cho ba đi. Nói gì vậy? Phương Tô Y xấu hổ kéo kéo gò má của Bạch Thiên. Bạch Xã đứng ở bên cạnh bỗng nhiên cúi đầu đưa gò má đến bên cạnh mặt Phương Tú Y mà không nói gì cả. Hình như anh cũng rất muốn được thưởng. Nhưng họ còn chưa thân thiết tới mức này, Phương Tú Y ngay lập tức bối rối nhìn anh. Lông mi của anh thở dài, ánh mắt anh mang theo sự dịu dàng khó tả. Một bàn tay của Bạch Xã vươn ra sau gáy Phương Tú Y, nhẹ nhàng kéo cô đến gần rồi nói: không thường cho tôi à? Dứt lời thì môi cô đã xá lên gò má của anh, một cái chạm khẽ làm tim cô như muốn rớt ra ngoài. Bạch Xã làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm con trai trên tay rồi nói: đi thôi, chúng ta đi chơi bắn súng. Hai mắt Bạch Thiên lấp lánh nhìn ba mình, nhỏ giọng khen: ba của con giỏi quá. Sao giỏi bằng con được? Bạch Xã thì thầm. Bọn họ kẻ tung người hứng, lớn thì dùng sự dịu dàng, bé thì dùng sự đáng yêu đến dụ dỗ Phương Tô Y. Cô cảm thấy mình không có sức kháng cự. Buổi hoạt động ở trường nhanh chóng kết thúc. Bạch Xã đưa Phương Tô Y và con trai đang ôm huy chương vàng trở về. Trên đường đi, thằng bé vẫn cứ cười toe toét, mặt con ửng hồng vì hưng phấn, trông vô cùng hạnh phúc. Phương Tô Y nhân lúc này nói cho Bạch Xã biết chuyện cô muốn làm: tôi định về gặp mẹ một chuyến, bà ấy bị bệnh nên cần tôi chăm sóc, đại khái khoảng 2-3 ngày gì đó, có được không? Bệnh nghiêm trọng không? Một chút, cần phải phẫu thuật. Chân mày Bạch Xã hơi nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ của Bạch Thiên cũng thoáng hiện sự lo lắng,
Không cần nói cũng biết thằng bé muốn đi theo mẹ. Nếu không gấp quá thì tôi sẽ sắp xếp một chút để đi cùng. Vậy sao được chứ? Tôi là phiền anh nhiều quá rồi. Phương Tú Y thật sự cảm thấy ngại ngùng khi mỗi lần cô gặp rắc rối thì người đàn ông này lại xa mặt thay cô. Anh bận bịu như vậy vẫn nên dành thời gian để làm việc thì hơn. Mặc dù Phương Tú Y đã nói vậy nhưng Bạch Dã không an tâm. Tú Y, cha của cô sẽ để yên sau. Phương Tú Y rũ mỉ mắt, nhớ tới người đàn ông kia liền buồn bực khó chịu. Bạch Dã rất tình ý, anh chỉ gặp một lần cũng đoán được người đàn ông kia tính cách ra sao. Bạo lực với con gái trên đường lớn như thế ông ta còn làm được, vậy bình thường chắc hẳn càng thêm đáng sợ. Hai bàn tay của Phương Tú Y không ngừng nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ im lặng rất lâu mới nói: Tôi có thể hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy không? Người nào đó căng thẳng rồi ánh mắt nhìn chăm chăm con đường về trước, giọng nói có chút nhỏ xuống: Vì Bạch Thiên thích cô. Bé Cường nghe được liền khịt mũi khinh thường: Bà cũng thích mẹ mà. Cứ đem người ta ra làm lá chắn thôi, người ta giận đó. Trẻ nhỏ luôn rất thẳng thắn, bị con trai trực tiếp mà đứng như vậy, Bạch Xã hắng giọng: Ừ. Phương Tú Y không hiểu anh ừ cái gì, đưa mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy phần cổ và lỗ tai anh đỏ bừng, ngượng ngùng. Bạch Thiên đã ra tay thì chỉ có đánh trúng hồng tâm, ba người im thiền thít đến tận khi về tới nơi. Để chuẩn bị về cùng Phương Tú Y, Bạch Xã gọi điện thoại dặn dò đôi câu với cấp dưới của mình rồi quay về phòng cùng con trai sắp xếp đồ. Nếu phải làm phẫu thuật thì hẳn phải đi vài ngày, trừ quần áo với giày dép, những vật linh tinh như bàn chải đánh răng, khăn tắm không cần mang theo cho chợt, đến nơi mua mới là được. So với Phương Tú Y, hai cha con bọn họ còn hăng hái và nhiệt tình hơn. Ở một bên, Vương Kính đã được thả về. Không biết gia đình hắn bỏ ra bao nhiêu tiền để đút lót, bợ đỡ người khác, màn thoát tội nhanh đến vậy. Nghe nói, cha hắn còn quen biết rất nhiều tai to mặt lớn ở thành phố. Vì chuyện làm nhục không thành ấy, Vương Kính ăn một trận đòn từ cha mình. Ông Vương giận dữ cầm soi quét xuống, đánh đến mức hắn chảy máu, hai bắp tay và vai chỉ trên vết hằn đỏ tươi. Bà Vương khóc lóc ôm con trai vào lòng, luôn miệng mắng: Là con nhỏ kia quyến rũ nó mà, sao ông có thể đánh nó chứ? Có giỏi thì ông đánh tôi đi. Ai là mẹ mà không đau lòng khi nhìn thấy con trai chịu đòn chứ? Bà liều mình che chắn, ông Vương cũng chỉ đành vứt soi sang một bên, vẻ mặt tràn ngập dữ tợn. Bà còn sao nói hả? Con trai của bà tốt quá, ngoan quá, ra ngoài làm cái chuyện bị ổi vô liêm sỉ kia mà bà bênh được sao? Ông đã cho người điều tra thử, tuy rằng không có kết quả chuẩn xác, nhưng quả thật là khi đó Vương Kính say xỉn dù nửa đêm tấn công con gái nhà lành. Chuyện này khiến ông rất mất mặt, cố tình lại không thể mặc kệ con trai mình. Vương Kính im lặng sờ lên vết máu ở mu bàn tay, cả quá trình không hề nói một câu nào. Hai vợ chồng ông bà Vương nảy sinh mâu thuẫn gay gắt, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên bên tai hắn. Vương Kính nghiến răng nghiến lợi, thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Phương Tú Y, là cô hại tôi, là cô khiến gia đình tôi không được yên ổn. Hắn lẩm bẩm, hai mắt hằn lên tia máu. Ông Vương ném cái ly trên bàn xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành, lớn tiếng quát: Bởi vì bà như vậy nên mới dạy hư nó. Tôi đánh nó một trận còn chưa hả giận đâu. Vương Kính, tao nói cho mày biết, tốt nhất thời gian tới hãy an phận cho tao. Bạn bè của ông đều từ các nguồn tin khác nhau biết được chuyện lần này, mỗi người một câu cũng đủ dìm chết ông, cho nên vừa nhìn mặt Vương Kính ông liền phát hỏa. Vương Kính liếc mắt nhìn ông, dáng vẻ không phục nhưng cũng chẳng nói gì. Hắn về phòng mở điện thoại lên rồi bắt đầu liên lạc cho anh em của mình. Câu đầu tiên mà đám bạn gửi vào trong nhóm chat đã khiến Vương Kính muốn ném điện thoại đi. Vương Thiếu, ra tù rồi đấy à?
Hà hà, cậu thiếu gái đến mức ấy sao? Cậu đưa tôi 5 triệu, tôi tìm cho mấy cô em xinh đẹp. Vương Kính giận dữ trả lời. Nếu các người còn dám nói thêm câu nào trêu chọc tôi, thì từ nay về sau đừng xem tôi là anh em nữa. Được rồi, anh đừng nóng, lát nữa ra ngoài uống rượu không? Hắn cúi đầu nhìn những vết thương còn chưa kịp xử lý trên người, chợt một tiếng. Không sảnh, tuần sau đi. Đến lúc đó mọi chuyện đã lắng xuống, hắn sẽ tìm Phường Tú Y tính sổ. Nhà của Phường Tú Y cách trung tâm thành phố khoảng 2 tiếng đi xe, là một căn nhà cấp 4 trông hơi cũ, trước cổng trồng một dàn hoa dừa cạn đang khỏe sắc. Bạch Dạ nói muốn tìm chỗ đỗ xe quanh đây, Phương Tú Y chỉ đành xuống xe trước và vào nhà cùng Bạch Tiên. Cứ đi xa nhiều năm, đột nhiên trở về và dắt theo một đứa trẻ như vậy, làm hàng xóm xung quanh rất tò mò. Có người đứng bên đường nhìn rồi nói gì đó, có người chỉ trỏ. Phương Tú Y không quan tâm tới bọn họ mà đi thẳng vào nhà, cổng ngoài không khóa, cứ trực tiếp đi tới, rồi bỗng nghe thấy âm thanh cãi vã. Tôi hỏi lại, tốn bao nhiêu tiền rồi hả? Tôi không biết, tôi phải nói sao ông mới tin hả? Khụ khụ. Bà Phương tức đến nỗi ho không ngừng, hai mắt đỏ bừng. Phương Hải hùng dữ ném điện thoại vào mặt của bà, quát lên. Khả năng thành công thấp như vậy, còn phẫu thuật làm gì? Mẹ kiếp. Mặc dù chỉ nghe được ba câu, nhưng Phương Tú Y có thể tưởng tượng ra được tình hình bên trong là thế nào, cứ hoảng hốt dặn dò đứa trẻ bên cạnh. Có đứng ở đây, không được vào trong, biết chưa? Bạch Thiên thấy cô buông tay mình ra thì hơi hoang mang, định bước theo. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Phương Tú Y lại vang lên. Bé Thiên, nghe lời mẹ. Bạch Thiên mím môi tủi thân, dù đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của mẹ, thằng bé sốt ruột quay đầu về phía cổng. Lúc Phương Tú Y vào nhà thì phát hiện dưới sàn nhà toàn là nước, ly thủy tinh vỡ rơi bên cạnh. Cô không cẩn thận suýt chút nữa bị trượt ngã, trái tim cô đập vô cùng nhanh. Nhìn lại mới thấy mẹ mình đang ngồi xổm dưới đất ôm mặt. Bà Phương cảm giác mũi mình ê ẩm khó chịu, đưa tay lên sờ mới biết đã chảy máu từ lúc nào, là vì vừa rồi bị góc điện thoại đập trúng. Mặt mũi Phương Hải hơi đỏ, mùi rượu thoang thoảng trong không khí, cho thấy ông ta có vẻ đã uống không ít. Thấy ông giơ tay lên định túm tóc mẹ mình, Phương Tú Y xông qua hét lên. Bà làm gì vậy hả? Cô lao như điên tới, rồi dùng hết sức tông mạnh vào người của ba mình. Dầm một tiếng, người đàn ông bị đẩy ngã sang bên cạnh. Bà Phương run run ôm mặt đứng lên, chỉ thấy Phương Tú Y hoảng loạn ôm chặt lấy mặt bà rồi hỏi. Mẹ sao thế này? Là bà đánh mẹ phải không? Hai mắt Phương Tú Y mở to quan sát bà, muốn nhìn xem bà có bị thương ở đâu nữa không. Bà Phương rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, nếu không phải vì lo cho con gái, bà đã chẳng chịu đựng được đến bây giờ. Nước mắt tràn ra, bà khóc nói. Hôm nay bác sĩ gọi cho mẹ và thông báo về lịch hẹn phẫu thuật, bà của con biết được. Đoạn sau bà không cần nói, Phương Tô Y cũng biết. Phương Hải nhậu say về chất vấn vợ rồi ra tay đánh bà. Đáy lòng Phương Tú Y bốc lên lửa giận ngút trời. Trước đây cô từng bị bạo hành nên vẫn luôn rất sợ hãi, bị ám ảnh bởi người đàn ông này. Chỉ cần đứng trước mặt ông là cô liền run lẩy bẩy, không suy nghĩ được gì nữa. Nhưng bây giờ đã khác, cô trưởng thành rồi, cô đã đủ năng lực bảo vệ bản thân. Phương Tú Y nhìn về phía người đàn ông đang lùng cùng bò dậy ở bên cạnh, sau đó ôm lưng mẹ và kéo bà về phía cửa. Con đưa mẹ đi bệnh viện. Đứng lại. Phương Hải nhặt một mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn lên, quát. Mày mà dám đi thì tao sẽ không tha cho mẹ con mày đâu. Dù gì cũng chết, tiền phẫu thuật đó chẳng tha đưa cho tao còn hơn. Cả người Phương Tú Y cứng đờ, cô như thể không tin được mà nhìn về phía ba mình. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông ấy bỗng biến thành thứ gì đó vô cùng ghê tởm, dơ bẩn. Phương Tú Y giận run người. Mẹ ở bên cạnh ba bao nhiêu năm, nhẫn nhịn chịu đựng,
cố gắng vun đắp cho cái nhà này. Vậy mà bây giờ chỉ vì chút tiền cũng có thể bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ sao? Cô nhắm chặt mắt rồi hít sâu một hơi, mở mắt ra. Cô siết chặt tay mẹ, nói: Mẹ, chúng ta đi. Phương Tu Y đỡ mẹ mình rời khỏi phòng khách, mà Phương Hải ở phía sau phát điên gào lên rồi xông tới chỗ bọn họ. Dưới sàn cỏ nước, ông ta lại còn đang say nên trượt mạnh, cả người té sấp xuống lần nữa. Ngay khi hai mẹ con Phương Tu Y còn chưa kịp phản ứng, mảnh vỡ trong tay ông ta đã ghim vào mắt phải của chính mình. À! Phương Hải kêu gào thảm thiết. Mảnh thủy tinh cắm sâu vào trong nhãn cầu, vốn dĩ cũng không chảy nhiều máu, vậy mà ông ta lại ngủ ngốc kéo nó ra ngay lập tức. Cảnh tượng trước mắt làm cho hai chân Phương Tú Y mềm nhũn, máu tươi theo động tác của Phương Hải phụt như điên xuống sàn nhà, đỏ thẫm một mảng. Cô che miệng thảng thốt, mẹ cô cũng sợ đến cứng đờ. Bên ngoài, một bóng sáng cao lớn nhanh chóng bước vào. Bạch Xã nghe thấy tiếng hét lẽ lo lắng cho an nguy của Phương Tú Y. Ai ngờ người có kết cục bi thảm là Phương Hải. Anh không nghĩ mình đi đỗ xe thôi quay lại lên chứng kiến một màn rùng rợn đến vậy. Gọi xe cấp cứu mau, Tú Y. Bà Phương mặt mũi tái nhợt kéo cánh tay của con gái. Phương Tú Y đang run, cô căn bản không phản ứng được. Bạch Xã thấy vậy vội tiến lên đưa tay che mắt của cô lại, rồi dùng một tay khác rút điện thoại ra gọi xe cứu thương. Cả quá trình ấy, Bạch Thiên vẫn luôn ngơ ngác đứng trong sân. Thằng bé nhớ lời mẹ dặn là phải ngoan, không được vào trong, nên cứ đứng im không dám nhúc nhích. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang khiến cả xóm nhỏ tò mò kéo đến xem, vây gần kín cả con đường. Bác sĩ và y tá nâng Phương Hải đã bất tỉnh lên cáng cứu thương rồi đưa ra ngoài. Dọc theo đường đi, máu không ngừng nhỏ xuống đất tạo thành những vết đỏ sầm đáng sợ. Phương Tú Y lúc này mặt mũi tái nhợt ôm Bạch Thiên vào lòng, tuyệt đối không thể để thằng bé chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tú Y, cô không sao chứ? Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. Tôi vẫn ổn, cô trả lời mà giọng phát run. Vì sự việc này, mang xóm láng giềng nhìn về phía mẹ con Phương Tú Y bằng ánh mắt e ngại, sợ hãi. Bọn họ cho rằng Phương Hải bị hại. Không có thời gian giải thích, Phương Tú Y và mọi người nhanh chóng lên xe chạy tới bệnh viện. Lúc bà Phương ký tên lên tờ cam kết, tay bà run lẩy bẩy bởi vì mất máu quá nhiều, cộng thêm mảnh thủy tinh kia ghim vào cực kỳ sâu nên khả năng cao là ông sẽ bị mù một bên mắt. Bạch Xã thấy Phương Tú Y ngồi một bên ôm đầu thì đẩy Bạch Thiên đưa mắt ra hiệu cho thằng bé. Cậu bé gật đầu rồi trượt xuống khỏi đùi anh, đi mấy bước tới bên cạnh Phương Tú Y và giơ bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tay cô. Mẹ, đừng sợ nhé. Giọng nói nò nớt đáng yêu làm Phương Tú Y phần nào bình tĩnh lại. Cô ôm thằng bé vào lòng, hôn lên tóc thằng bé rồi nói: Ngoan. Có Bạch Thiên bên cạnh, tâm trạng đang căng như dây đàn của cô nhanh chóng được xòa dịu. Lúc này bà Phương rất muốn lên tiếng hỏi con gái rằng đứa trẻ kia là ai, mà người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh cô lại là ai. Thời gian chờ đợi khá dài, Bạch Thiên mệt mỏi gục vào trên vai Phương Tú Y ngủ mất từ lúc nào. Cô không dám nhúc nhích, sợ làm thằng bé tỉnh giấc nên có chút mệt mỏi. Bạch Xã chủ động bế con trai vào lòng mình, không biết nên an ủi cô thế nào. Sau đó, Phương Hải rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng hồi sức. Đúng như mọi người nghĩ, ông bị mất thị lực vĩnh viễn, nói trắng ra là đã mù một nửa. Phương Hải có muốn oan trách, cũng trách bản thân mình bởi vì chính ông ta tự ngã, không ai làm gì ông ta cả. Sau khi Phương Tú Y trả tiền viện phí, cô tìm một khách sạn gần bệnh viện cho mẹ mình nghỉ ngơi, rồi nói với bà: Sức khỏe của mẹ vốn không tốt, đừng phiền lòng quá nhiều. Có con ở đây là được rồi, mẹ đi qua đó đưa giấy chứng minh ra là được. Bà Phương còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Xã bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói từ tính nhẹ nhàng:
Bác gái không cần lo đâu ạ. Thấy vẻ mặt hơi ngượng ngùng của con gái, bà Phương à dù lại ừ mấy lần, cuối cùng chỉ nói: Mẹ hiểu rồi. Mẹ hiểu cái gì cơ? Phương Tu Y thấy bà cứ lướt qua lướt lại giữa cô và Bạch Xã liền đau đầu, chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Nhưng bây giờ cô mở miệng giải thích cũng không được, vì như vậy chẳng khác nào chột dạ. Trong phòng bệnh, Phương Hải đầu quấn băng trắng nằm im lìm chưa tỉnh. Bạch Xã ngồi trên ghế, con trai thì nằm nghiêng trên đùi anh mà ngủ. Trông thấy thằng bé như vậy, Phương Tu Y thật sự không đành lòng. Anh ra khách sạn ngủ đi, tôi trông ông ấy được. Cô tin không? Nếu bây giờ thằng bé mở mắt ra không thấy cô thì sẽ quấy khóc đấy. Bạch Xã nói thẳng. Cậu cưng bảo bối nhỏ thích Phương Tú Y như vậy, chắc chắn thằng bé không muốn xa cô. Phương Tú Y rối rắm, bỗng nhiên rơi vào tình thế khó xử. Vừa rồi đã nói với mẹ đừng lo, cậu sẽ canh chừng giúp bà ấy. Nhưng ai biết quay đầu lên thấy Bạch Thiên nằm co ro trong lòng ba mình. Ông ấy cũng chưa tỉnh lại ngay, chúng ta ngồi đây cũng không giúp được gì. Bạch Xã cảm thấy nên thuyết phục Phương Tú Y thêm một chút. Anh biết cô sẽ không nỡ để Bạch Thiên chịu khổ, mà anh hiện tại không muốn thấy cô vất vả vì một người chẳng đáng làm cha. Sau một hồi suy nghĩ, Phương Tú Y chỉ đành thở dài. Được rồi. Nói cũng có lý, cô ở đây chờ ông ấy tỉnh thì chẳng khác gì tự làm khó bản thân và cả cha con Bạch Xã. Ngày mai dậy sớm đến thăm ông ấy cũng được rồi. Thảo luận xong, Bạch Xã và Phương Tú Y tìm một chỗ gần bệnh viện để ngủ tạm. Lúc ở biệt thự, bọn họ cũng gần như sống chung nên Bạch Xã chỉ thuê một phòng. Ba người một phòng. Phương Tú Y đỡ chán, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, cô chẳng còn bao nhiêu sức lực quan tâm vấn đề một hay hai phòng. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.